biểu. Lời đầu tiên, thay mặt ban tổ chức xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể các quý vị đại biểu đã dành thời gian tham dự vào buổi hội thảo trực tuyến tồn lưu dai dẳng HPV, nguy cơ ung thư cổ tử cung, thách thức và cơ hội mới, được tổ chức bởi Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Văn phòng đại diện Besin Healthcare Việt Nam lúc 14 giờ hôm nay, ngày 24 tháng 9 năm 2021. Tham dự vào buổi hội thảo ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ban chủ tọa và báo cáo viên. Xin được trân trọng giới thiệu chủ tọa, thầy thuốc nhân dân, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Ánh, giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Xin được trân trọng giới thiệu báo cáo viên, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Cảnh Trương, giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ, bác sĩ Đinh Thị Hiền Lê, bác sĩ cao cấp khoa sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Và phần thảo luận với sự tham gia của bác sĩ chuyên khoa 2 Chu Hoàng Hạnh, phó trưởng khoa khám tự nguyện phát hiện sớm ung thư Bệnh viện Ca Trung ương. Kính thưa các quý vị đại biểu, để mở đầu buổi hội thảo trực tuyến ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu thầy thuốc nhân dân, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Ánh, giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sẽ có đôi lời phát biểu khai mạc. Xin được trân trọng kính mời phó giáo sư. Vâng, xin cảm ơn ban tổ chức. Xin kính chào tất cả quý thầy, cô, tất cả quý anh chị đồng nghiệp ở trên mọi miền tổ quốc đang tham dự hội thảo trực tuyến này. Chúng ta đều biết rằng là ung thư cổ tử cung là một trong những ung thư hàng đầu ở phụ nữ, và đối với chuyên ngành sản phụ khoa nói riêng và chuyên ngành ung thư nói chung thì phải nói đây là một thách thức rất lớn đối với chúng ta là những người làm y tế. Bộ Y tế thì cũng đã có một cái kế hoạch, một cái chiến lược tầm soát, phát hiện, dự phòng ở các mức độ khác nhau, rồi đến cả điều trị đối với căn bệnh này trong một kế hoạch 5 năm 2016-2025. Và chúng ta làm nghề thì chúng ta đều biết rằng đến trên 90% những trường hợp bị ung thư cổ tử cung là đã có căn nguyên, đã tìm ra căn nguyên từ nhiều năm nay, đó chính là virus HPV. Và cái việc bị nhiễm virus HPV, nhất là ở những nhóm nguy cơ cao, thì cũng đã rất lâu đã biết, nhưng mà cũng đã từ đó này thì cũng chưa có một cái giải pháp nào để lấy nó ra khỏi cơ thể chúng ta cả. Chưa có cái giải pháp nào để tiêu diệt nó, để bắt nó ra, để tẩy trừ nó ra, không có. Và gần đây thì chúng ta cũng đã có rất nhiều những cái nghiên cứu, có rất nhiều những cái thử nghiệm để tìm kiếm cái giải pháp này, để làm sao mà chúng ta hạn chế nhất, thứ nhất là bị nhiễm, thứ hai là nếu bị nhiễm rồi thì được phát hiện sớm, và cái thứ ba nữa đó là phát hiện ra rồi thì làm thế nào để giảm được cái tác hại nhất, giảm được cái nguy cơ là con virus đó nó tiếp tục sinh sống ở trong tế bào cổ tử cung, rồi một ngày đẹp trời nào đó nó sẽ gây đột biến tế bào, gây ra những mức độ ung thư khác nhau, từ ung thư tại chỗ rồi đến xâm lấn rồi đến di căn. Đó là câu chuyện mà luôn luôn thách thức tất cả những người làm y tế chúng ta. Và hôm nay thì tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chúng tôi hết sức là vinh dự và hết sức là cảm ơn, trước hết là cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn hãng Besin đã cho chúng tôi có cơ hội cùng với tất cả các quý thầy cô, quý đồng nghiệp trên mọi miền tổ quốc tham gia một cái hội thảo với một cái tiêu đề là tồn lưu dai dẳng HPV, nguy cơ ung thư cổ tử cung, những thách thức và cơ hội mới. Đây thực sự là một phiên hội thảo mà tôi cho rằng tất cả những ai làm nghề sản phụ khoa đều hết sức quan tâm. Chính vì vậy, trước hết là thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho tất cả những anh em đồng nghiệp làm ngành chuyên ngành sản phụ khoa ung thư chúng tôi, xin cảm ơn hãng, cảm ơn ban tổ chức, và cũng là cảm ơn tất cả quý thầy cô, quý anh chị đồng nghiệp đang tham gia cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Cho phép tôi được thay mặt cho ban tổ chức và tất cả anh em đồng nghiệp chúng tôi xin gửi lời kính chúc sức khỏe tới tất cả các quý thầy cô, quý anh chị đồng nghiệp. Chúc cho hội thảo chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
Dạ vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn Thầy thuốc nhân dân Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Ánh. Và mở đầu hội thảo sẽ là bài báo cáo với chủ đề Từ sinh lý bệnh ung thư cổ tử cung đến bằng chứng lâm sàng về khả năng đào thải HPV của Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Cảnh Trương, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Xin được kính mời quý vị đại biểu chú ý lắng nghe. Xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức. Kính thưa quý thầy cô, kính thưa quý vị đồng nghiệp, chúng tôi hết sức là hân hạnh được ban tổ chức mời tham dự hội thảo ngày hôm nay, và cũng dành cho một cái vinh dự là được chia sẻ đây quý thầy cô, quý vị đồng nghiệp một cái bài báo cáo với một cái tựa đề là Từ sinh lý bệnh ung thư cổ tử cung đến bằng chứng lâm sàng về khả năng đào thải HPV. Kính thưa quý vị, thì cái nội dung bài báo cáo nó gồm 3 phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ điểm qua một chút về ung thư cổ tử cung và những cái diễn biến tự nhiên sau khi nhiễm HPV. Vì chúng ta biết rằng từ khi mà Harald Junhausen phát hiện ra HPV là cái nguyên nhân của ung thư cổ tử cung, thì cho đến bây giờ các cái nghiên cứu cũng như là những khảo sát lâm sàng của chúng ta đều chứng tỏ rằng HPV là nguyên nhân số 1 gây đến ung thư cổ tử cung và chịu trách nhiệm trong rất một cái tỷ rất là lệ rất là cao, khoảng 90% hơn 90% các trường hợp ung thư cổ tử cung. Phần thứ hai là khả năng đào thải HPV tự nhiên với một số những cái cập nhật bằng chứng lâm sàng. Có nghĩa là sau khi mà HPV nó tích hợp vào trong cơ thể thì nó sẽ được đào thải và cái quá trình diễn biến thành ung thư cổ tử cung ra sao. Và phần thứ ba là một số những cái gợi mở về việc gia tăng đào thải HPV và phục hồi các cái sang thương cổ tử cung do HPV. Chúng tôi xin phép đi vào phần đầu tiên. Chúng ta thấy ở cái biểu đồ này, cái đồ họa này nó nói lên cái tỷ lệ nhiễm HPV và ung thư cổ tử cung tại Hà Nội là cái nơi mà có lẽ nó là một trong những cái thành phố mà chúng ta thấy rằng có một cái tỷ lệ khá là cao, và đặc biệt là cao ở miền Nam, ở miền Bắc hơn, ở miền Nam hơn là so với khu vực miền Bắc. Ở Hà Nội thì mặc dù là thấp hơn so với cả miền Nam, nhưng mà cái tỷ lệ nhiễm HPV theo các cái nghiên cứu của các tác giả khác nhau, ví dụ như Lê Trung Thọ, Nguyễn Trọng Hiếu trước đây, mà gần đây nhất là một nghiên cứu của Lê Quang Vinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, thì cái tỷ lệ này dao động từ khoảng 2 cho đến 12,7%. Như vậy chúng ta thấy rằng cứ khoảng 1 người phụ nữ ở Hà Nội thì cứ 10 người phụ nữ ở Hà Nội thì có 1 người nhiễm HPV. Như vậy là một cái tỷ lệ có thể nói là không thể gọi là thấp. Thì nhiễm HPV chúng ta biết rằng nó sẽ tiến triển thành ung thư cổ tử cung trong với một cái tỷ lệ nhất định. Thì chúng ta thấy rằng đây là cái gánh nặng ung thư cổ tử cung tại Việt Nam chúng ta. Cái biểu đồ bên trái chúng ta sẽ thấy rằng đây là cái sự thay đổi của nhiễm HPV theo độ tuổi ở những cái phụ nữ có tế bào cổ tử cung bình thường. Tế bào cổ tử cung bình thường, chúng ta thấy rằng ở những người phụ nữ cổ tử cung bình thường thì tuổi càng lớn thì nhiễm HPV càng giảm xuống, bởi vì những cái người bị HPV trước đấy nó đã tiến triển thành ung thư cổ tử cung rồi, đúng không ạ? Thì cái bảng bên phải sẽ cho chúng ta thấy một cái thông tin nữa, đó là ở những cái người có tổn thương cổ tử cung mức độ thấp, ví dụ như là low SIL hay chúng ta là SIL 1 chẳng hạn, hay là ACUS, tổn thương biểu mô vẩy không xác định, thì cái tỷ lệ nhiễm HPV rất là cao, lên đến khoảng độ 27,4%. Trong khi đó thì ở những cái người bình thường có cái tế bào học cổ tử cung bình thường thì tỷ lệ này chỉ có 2,1% mà thôi. Và ở những người ung thư cổ tử cung thì tỷ lệ này là 82,8%. Ở những người tổn thương nguy cơ cao là 37,4%. Và ở dưới chúng ta sẽ thấy rằng HPV ở Việt Nam chúng ta mỗi năm gây ra khoảng 4.100 ca ung thư cổ tử cung mới. Và một rất là đáng tiếc là cái tỷ lệ tử vong của chúng ta rất là cao. Hơn một nửa những người phụ nữ mắc ung thư cổ tử cung ở Việt Nam sẽ tử vong vì bệnh lý này. Và cũng như thế, chúng ta thấy rằng nó là cái ung thư ở nữ giới phổ biến thứ 3 ở phụ nữ trong độ tuổi 15 đến 44 tuổi. Qua 44 tuổi thì nó có những cái ung thư khác nữa sẽ tham gia vào cái tỷ lệ tử vong của người phụ nữ. Và chúng ta sẽ thấy rằng mỗi ngày có 7 phụ nữ tử vong vì ung thư cổ tử cung ở Việt Nam chúng ta, đúng không ạ? Và đây là một cái căn bệnh có thể nói là đã tồn lưu rất là lâu trong xã hội và ảnh hưởng khá là lớn đến cái tình trạng sức khỏe của phụ nữ. Thế thì so sánh với gánh nặng của ổ cúng trên thế giới như thế nào, đúng không ạ? Ở gánh nặng ung thư cổ tử cung ở trên thế giới thì quả thật là cũng không kém phần nặng nề. Chúng ta sẽ thấy rằng mỗi một năm thì HPV gây ra khoảng 604.000 trường hợp ung thư cổ tử cung, và cũng quá một nửa trong số những người phụ nữ bị ung thư cổ tử cung như vậy ở trên thế giới tử vong. Và nó là ung thư phụ khoa đứng thứ 2 trên thế giới ở trong độ tuổi 15 đến 44 sau ung thư vú. Và trên thế giới thì cứ mỗi 2 phút có một phụ nữ tử vong vì ung thư cổ tử cung. Việt Nam chúng ta cứ 7 người một ngày thì phụ nữ cứ 2 phút trên thế giới có một người tử vong.
Và cái biểu đồ từ những cái màu đậm nhạt cho chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ tử vong cũng như là cái tỷ lệ mắc ung thư cổ tử cung ở các nước trên thế giới ra sao, thế ở vùng châu Phi là rất là đậm, đúng không ạ? Cái tỷ lệ tử vong cũng như là mắc ung thư cổ tử cung rất là cao do cái việc mà không được khám sàng lọc và phát hiện sớm. Việt Nam chúng ta thì rất là may mắn là cái màu vàng chúng ta cũng khá là nhạt, là dường như chúng ta tương đương với một số nước châu Âu, ví dụ như là Tây Ban Nha, ví dụ như Pháp, ví dụ như Đức, gần tương đương với họ, đúng không ạ? Cái này một phần là do chúng ta cũng làm khá tốt cái việc quản lý sàng lọc ung thư cổ tử cung, nhưng mà một phần nữa thì cái công tác thống kê của chúng ta cũng chưa thực sự là đầy đủ, cho nên chúng ta cũng đang nằm ở trong cái nhóm với tỷ lệ ung thư không phải là quá cao ở trên thế giới nếu so với các nước khác. Đây là một cái bảng cho chúng ta thấy cái tỷ lệ nhiễm HPV 10, típ 16 và 18 ở phụ nữ có kết quả ung tế bào học cổ tử cung bình thường. Hay là những cái trường hợp sang tiền, tiền ung thư và ung thư cổ tử cung tiền ung thư, tức là những cái nguy cơ thấp đấy, cái tổn thương nguy cơ thấp, đúng không ạ? Chúng ta đã biết rằng HPV 16 và 18 thì chịu trách nhiệm về tuyệt đại đa số các cái trường hợp ung thư cổ tử cung, có 4 típ chính nhưng trong đó thì 16 và 18 là chịu nguy, là cái típ nguy cơ cao, chịu trách nhiệm chính về ung thư cổ tử cung. Thế thì chúng ta thấy rằng cái ở phía trên này, trên thế giới chúng ta thấy ở những cái tổn thương ở phụ nữ có tổn thương thấp ở cổ tử cung thì cái tỷ lệ nhiễm là 38% HPV. Trong khi đó thì ở những người mà nguy cơ cao thì tỷ lệ HPV lên 51,9%. Và ở cái khu vực mà châu Á, phía đông nam châu Á mà có Việt Nam chúng ta đang nằm ở đây, thì cái tỷ lệ này tương ứng là 20,3%, 41%. Và ở những người ung thư cổ tử cung thì cũng gần tương tự như thế giới, tức là 68% những người ung thư cổ tử cung người ta sẽ ghi nhận được cái sự nhiễm của hai cái típ HPV nguy cơ cao, đó là 16 và 18. Thế thì nhiễm HPV ngoài việc gây ung thư cổ tử cung là một cái điều mà ai cũng biết. Tuy nhiên thì có một cái khía cạnh khác nữa mà chúng ta ít để ý đến. Đó là một người nhiễm HPV thì trước khi nó gây ung thư cổ tử cung nó còn những cái tác động khác nữa. Đó là ảnh hưởng đến những cái tâm lý của người phụ nữ và làm cho những người phụ nữ này có những cái căng thẳng, những cái trầm cảm khi mà người ta bị HPV, bị nhiễm HPV. Vì chúng ta biết rằng là không phải cứ nhiễm HPV là bị ung thư cổ tử cung, và cũng như là không phải bị nhiễm HPV là ung thư cổ tử cung ngay lập tức, một trong một thời gian ngắn và một thời gian khá là lâu. Tuy nhiên thì trước mắt khi người ta nhận được cái kết quả đó là người ta nhiễm HPV thì cũng gây nên những cái tác động nhất định đối với tâm lý của người phụ nữ, ví dụ như những cái trạng thái căng thẳng, lo âu ngắn hạn và dài hạn, vân vân. Thì đây là một cái nghiên cứu mà một cái tác giả người Ba Lan người ta đã làm một cái nghiên cứu meta-analyze tổng hợp 33 cái nghiên cứu ở trên thế giới, và người ta nói lên cái so sánh cái tình trạng căng thẳng quá mức ở những người phụ nữ khi mà được thông báo rằng cái người này có HPV dương tính. Thì chúng ta thấy rằng cái biểu đồ ở phía trên đó là những người có HPV dương tính mà người ta có cái tế bào bình thường và bất thường so với HPV âm tính và có tế bào bình thường và bất thường, thì cái tỷ lệ mà gây căng thẳng lo âu và trầm cảm ngắn hạn trong khoảng 2 tháng thì tăng lên rất là nhiều, có thể tăng lên khoảng 7 lần so với cái nhóm mà HPV âm tính. Thế còn những người mà HPV bình thường có cái tế bào bình thường thì sao? Đúng không ạ? Mặc dù người ta có cái tế bào bình thường có nghĩa là ở thời điểm hiện tại có thể nói là người ta chưa phát hiện ra, chưa sàng lọc được ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên thì thông báo kết quả HPV dương tính cũng làm cho những người phụ nữ này lo lắng rất là nhiều và cũng có cái tần suất bị căng thẳng và trầm cảm tăng hơn khoảng 6 lần so với những cái người HPV âm tính, mặc dù kết quả tế bào của cả hai nhóm đối tượng này đều là như nhau. Đúng không ạ? Đấy cũng là một cái so sánh như vậy. Thế thì HPV gây nên những cái yếu tố nguy cơ gây nên ung thư cổ tử cung, nhưng những cái yếu tố nguy cơ của nó như thế nào và nó... Đây là một trong những cái tác nhân gây lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất, cùng với một loạt những cái tác nhân nữa, và người ta thấy rằng nó lây truyền mạnh hơn nhiều so với HIV. Và trong cái đặc điểm lây truyền qua đường tình dục của HPV này thì nó nguy hiểm hơn so với cái HIV ở chỗ là nếu như mà chúng ta sử dụng bao cao su trong HIV thì bảo vệ rất là tốt. Tuy nhiên thì nếu mà quan hệ tình dục mặc dù là có bảo vệ bao cao su thì HPV vẫn có thể lây truyền qua những cái phần được tiếp xúc trực tiếp mà không được bao cao su bao phủ, thì đây là một cái đặc điểm mà rất là gây lây truyền mạnh của HPV qua đường tình dục. Nó chiếm khoảng 5% các tổng số ung thư trên toàn thế giới, và chúng ta cũng đã thấy là ung thư cổ tử cung là cái bệnh lý ác tính phổ biến thứ hai ở phụ nữ và chiếm 9,8% các ca ung thư ở nữ giới. Và các cái chủng gây ra HPV gây ra ung thư, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng
chủ yếu là 4 cái chủng 16, 18, 31, 33 và sau đó là chủng thứ 45. Thì đây là những cái chủng nguy cơ cao. Nó chiếm một cái tỷ lệ gây ra ung thư vào khoảng 70% cho chủng 16 và 18, còn ba cái chủng còn lại vào khoảng trên 10%. Có nghĩa là trên 80% các cái trường hợp ung thư cổ tử cung gây ra bởi năm cái chủng nguy cơ cao này. Đây là một cái nghiên cứu mà người ta phân tích các cái mẫu LBC, tức là cái mẫu pap nhiễm dịch của các cái bệnh nhân được cái chương trình sàng lọc, đúng không ạ? Thì người ta sẽ thấy rằng những người mà có những cái bất thường tế bào nhẹ 5,5% thì cái tỷ lệ nó thấp hơn rất nhiều, nhiễm HPV thấp hơn rất nhiều so với những cái người mà nhiễm HPV nguy cơ cao. Thì những người nguy cơ cao sẽ tạo nên những cái tổn thương tế bào ascus là 49% và lâu siêu là khoảng 71%, với một cái tỷ lệ cao hơn rất nhiều so với nhóm bên này, chỉ có 5,5% mà thôi. Đây là diễn biến tự nhiên của HPV và thay đổi sang thương của tử cung. Thế thì khi mà cái con HPV nó xâm nhập vào trong cơ thể của chúng ta, nó sẽ nhiễm vào cái lớp đáy tế bào biểu mô thông qua những cái tổn thương ở hàng rào biểu mô. Đây là một cái yếu tố rất là quan trọng để làm cho HPV có thể xâm nhập vào trong cơ thể. Và khi mà cái tế bào phân chia thì virus nó bắt đầu tạo ra cái bản sao của nó. Đồng thời cơ thể của chúng ta sẽ đấu tranh cùng với con virus và tiêu diệt, bài trừ cái con virus ra khỏi cơ thể. Và người ta thấy rằng là trong hầu hết các trường hợp, có thể đến khoảng 90% các trường hợp, thì hệ thống miễn dịch cơ thể nó sẽ tiêu diệt các tế bào bị nhiễm và bài thải con virus ra khỏi cơ thể trong vòng 2 năm. Tuy nhiên thì trong một số những cái trường hợp khác, cái hệ miễn dịch nó không thể tiêu diệt được hết virus và virus nó tích hợp vào trong tế bào và dẫn đến cái tình trạng nhiễm dai dẳng cái virus HPV. Và chính cái tình trạng nhiễm dai dẳng này thì nó là cái nguyên nhân mà gây nên ung thư cổ tử cung. Khi mà có những cái biến đổi, những cái thay đổi về khả năng đáp ứng miễn dịch cũng như là những cái biến đổi viêm nhiễm ở môi trường âm đạo tạo điều kiện cho virus nó nhân lên và phát triển gây biến đổi đột biến tế bào và ung thư cổ tử cung. Gần đây thì người ta nhắc đến một cái nhóm nguy cơ nữa, chúng ta thấy rằng là nhiễm HPV nguy cơ cao thì gây ung thư cổ tử cung với một cái tỷ lệ rất cao, cái điều đó thì ai cũng rõ. Tuy nhiên thì khoảng 5-30% những người nhiễm HPV nhiễm cùng một lúc nhiều chủng HPV, riêng nhiễm 16-18 và 5 típ thì đã nguy hiểm lắm rồi. Tuy nhiên thì những người còn nhiễm thêm những típ khác nữa có thể là nguy cơ cao hoặc thậm chí là những típ nguy cơ thấp thì cũng làm tăng cái nguy cơ ung thư cổ tử cung so với những người nhiễm ít típ HPV hơn. Thì đấy là một cái xu hướng mới mà người ta nhận thấy. Cho nên gần đây thì một số những cái đơn vị xét nghiệm là phát triển những cái kit là định típ là fully, tức là định típ chính xác từng típ một để xem, đánh giá xem là có bị nhiễm đa nhiễm hay không. Đây là cái quá trình tổn thương và bài trừ của HPV ra khỏi cơ thể. Thế thì khoảng 2 năm thì 90% các cái trường hợp nhiễm HPV sẽ đào thải hết virus, đúng không ạ? Và chỉ có 10% những cái trường hợp nhiễm HPV còn lại thôi. 10% các trường hợp này sẽ tiến triển thành lâu siêu. Tuy nhiên 70% các trường hợp tiến triển thành lâu siêu thì lại quay trở về tế bào học bình thường. Và 20% các trường hợp lâu siêu thì tiến triển thành hai siêu. Nhưng khi tiến triển thành hai siêu lại 30% những trường hợp hai siêu lại quay trở về lâu siêu rồi lại quay về cái chu trình trước như bình thường. Và khi tiến triển thành hai siêu thì dứt khoát nó sẽ tiến triển thành ung thư thâm lấn. Chúng ta biết hai siêu tức là từ sin 3 trở lên, nó sẽ tiến triển thành ung thư thâm lấn. Đó. Đây là cái quá trình đào thải của HPV. Đúng không ạ? Như vậy chúng ta thấy rằng nhiễm HPV nguy cơ cao không chắc chắn rằng người này sẽ bị ung thư cổ tử cung. Và cũng không bị ung thư cổ cung ngay lập tức, mà nó cần có một cái thời gian để đấu tranh giữa cái sự phát triển tồn lưu của HPV nguy cơ cao với cái khả năng đào thải của cơ thể. Vậy quá trình này diễn ra thế nào và chúng ta có những bằng chứng lâm sàng gì minh họa cho những cái điều này, đúng không? Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng cái slide này cho chúng ta thấy rằng các cái giai đoạn nhiễm của cái con virus HPV vào trong cơ thể. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn nhiễm không hoạt động thì nó tế bào lớp đáy nó tấn công vào cái tế bào lớp đáy và cho phép cái bộ gen của nó khuếch đại và sản xuất ra các cái phiên bản virus mới. Tí nữa chúng ta sẽ nói đến cái cơ chế này như thế nào. Cái giai đoạn thứ hai là nó kích hoạt các cái phản ứng dẫn đến suy giảm miễn dịch và kèm theo có cái sự xâm nhập của tế bào T là chủ yếu. Chúng ta biết rằng cái con virus HPV thì cái cơ chế cơ bản của cơ thể chống lại cái virus này đó là trước tiên là nhận biết bằng miễn dịch tế bào.
đúng không ạ? Nó khác với một số những virus khác, virus HPV là virus DNA. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn tiềm ẩn của virus xảy ra, khi đó bộ gen virus bị giới hạn ở trong các cái tế bào nằm ở lớp đáy của biểu mô cổ tử cung. Đây là cái giai đoạn thứ ba. Nếu như cái quá trình này nó dừng lại ở đây, nếu quá trình này dừng lại ở đây thì cái người này chỉ có nhiễm HPV mà thôi, chứ không có biến thành ung thư cổ tử cung. Nhưng nếu như nó tiếp tục thay đổi, tiến triển sang giai đoạn D và giai đoạn E, thì lúc này các tế bào này sẽ phân chia một cách bất thường và kích hoạt cái sự hoạt động của virus và gây nên tổn thương hàng rào biểu mô và tạo thành ung thư cổ tử cung với các cái mức độ khác nhau. Đây là các cái giai đoạn hoạt động của virus HPV. Thế thì cái con virus HPV này nó tích hợp vào trong cơ thể của chúng ta, làm sao mà cơ thể đào thải và làm thế nào virus nó thoát khỏi sự kiểm soát của hệ miễn dịch để phát triển, nhân lên và gây tổn thương tế bào và dẫn đến ung thư cổ tử cung. Thì trước tiên chúng ta thấy rằng HPV nó có cái đặc tính miễn dịch thấp. Đây là một virus ADN và cái chuỗi ADN của nó gồm khoảng 7.904 cái acid nucleic. Khi mà nó xâm nhập vào trong cơ thể thì nó gây nên cái đặc tính đáp ứng miễn dịch và nhận biết miễn dịch của cơ thể. Tuy nhiên cái đặc điểm là khi xâm nhập vào thì nó sẽ nằm ở trong bào tương dưới cái dạng plasmid vòng, chứ không tích hợp vào trong gen ADN của tế bào ngay lập tức. Bởi vậy thì cái khả năng nhận biết của tế bào T nó sẽ bị suy giảm đi. Cái thứ hai là khi mà cái tế bào bị nhiễm HPV có cái nó trình diện kháng nguyên cho với cái tế bào T, đúng không ạ? Thì cái lượng cytokine trung gian cũng rất là thấp. Bởi vậy thì hệ thống miễn dịch nó nhận biết và hoạt hóa cái tế bào T nó rất là khó khăn, rất là khó khăn. Thứ hai là cái tác động, thứ ba là cái tác động của các cái gen E6 và E7 và nó sẽ phiên mã thành cái đoạn mRNA thông tin và nó sẽ giải mã thành các cái protein E6 và E7 trên cái chu trình tế bào. Đúng không? Thế thì cái quá trình của con virus này, đúng không? Nó có cái gen của nó gồm có E1, E2, E4, E5, E6, E7 gọi là các gen sớm và muộn là L1, L2. L1, L2 tham gia vào việc cấu trúc cái vỏ capsid, cái protein vỏ capsid của nó. Trong hai cái đoạn gen E6 và E7 thì đóng vai trò quan trọng nhất trong việc thúc đẩy phân bào gây ung thư cổ tử cung. Còn cái gen E1 và E2 thì nó lại có tác dụng ngược lại. Cái gen E2 là kìm hãm cái quá trình phát triển và tích hợp của cái gen E6, E7 vào trong tế bào. Thế thì do những cái sự thay đổi miễn dịch của cơ thể mà thúc đẩy hay là kìm hãm cái sự phát triển của con virus này. Thì khi mà cái cơ thể bị suy giảm miễn dịch thì cái gen E6 và E7 nó sẽ tích hợp vào ADN của tế bào. Và khi tích hợp như thế thì nó sẽ phiên mã ngược thành ARN và đồng thời dịch mã thành các cái protein E6 và E7. E6 nó sẽ gắn vào P53 và làm thoái giảm nhanh cái P53 và nó gây ức chế cái quá trình apoptosis. Apoptosis là cái quá trình chết tự nhiên của tế bào. Và vì thế thì cái tế bào này nó cứ sống rất là lâu, mà người ta thường nói là tế bào ung thư nó bất tử là như vậy. Đúng không? Còn E7 thì nó gắn vào cái NRB. Cái NRB là nó có cái tác dụng bất hoạt, nó có cái tác dụng là ức chế tăng sinh tế bào, thì nó làm bất hoạt cái chức năng này. Chính vì thế thì tế bào ung thư sống rất là lâu và nhân lên rất là mạnh mẽ. Thì đấy là cái cơ chế của HPV nó thoát khỏi hệ thống miễn dịch của chúng ta và tích hợp vào trong nhân của tế bào và ADN của tế bào như thế nào để phát sinh ra các cái protein bất thường và kích động các tế bào biến đổi, tăng sinh bất thường, tạo nên cái tế bào ung thư. Thế thì cái nguy cơ tổn thương dai dẳng, đúng không ạ? Chúng ta thấy là đến nó dừng lại ở cái giai đoạn 3 thì nó sẽ làm cho HPV tổn thương dai dẳng. Một cái nghiên cứu vần hệ, tức là cái cohort trên 570 cái người phụ nữ ở Nhật Bản với cái độ tuổi từ 18 đến 54 tuổi và tuổi trung bình là 36, thì người ta thấy rằng 40% những cái tổn thương tế bào dưới dạng lâu siêu sẽ còn tiếp tục tổn dư HPV nguy cơ cao sau 2 năm. Ở đây, người ta thấy như vậy, đúng không ạ? Đây là các cái phân nhóm tuổi khác nhau. Tất cả các ca thì 64% còn tồn lưu. Ở các cái nhóm mà nhiễm high-risk HPV thì 59,1% và nhiễm mở rộng ra thêm các cái nhóm khác nữa, các cái tip 45, 52, 58 nữa thì 53,18%, đúng không ạ? Và trên cái nhóm HPV nguy cơ cao này, cái nhóm 59 này, phần trăm này, thì chúng ta thấy người ta thấy rằng theo dõi tiếp tục trong năm nữa thì như thế nào, đúng không ạ? Thì 12,7% các cái trường hợp này
nó sẽ tiến triển thành các cái tổn thương lâu siêu trong cái thời gian tiếp tục trong vòng 5 năm. Đúng không? Cái nhóm nguy cơ bình thường, nguy cơ thấp này thì chỉ có 9,7% thôi. Còn nhiễm, đa nhiễm này nó sẽ tiến triển thành 16,6%. Đa nhiễm có nghĩa là ngoài nhiễm thêm 4 cái típ, 2 cái típ nguy cơ 16, 18 thì còn nhiễm thêm một loạt các cái típ khác nữa. Đúng không? Như vậy chúng thấy là cái vai trò của đa nhiễm sẽ làm tăng cái nguy cơ tiến triển thành ung thư cổ tử cung. Ở một cái nghiên cứu khác, đây là một nghiên cứu được tiến hành ở Hà Lan, người ta sẽ thấy cái sự tồn dư nguy HPV nguy cơ cao ở phụ nữ có tổn thương tế bào cổ tử cung ở mức độ thấp, khảo sát trên các cái tế bào, các cái phiến đồ âm đạo có kết quả là ASCT hoặc là low siêu. Thế thì nó sẽ thải trừ như thế nào, đúng không ạ? Sau vòng 6, trong vòng 6 tháng thì ở những cái người mà nhiễm HPV nguy cơ cao thải trừ được 29%. Và sau 18 tháng thì thải trừ được 41%. Còn nhóm bên này, đúng không ạ, thì nhiễm 16, thì sau chỉ tính những típ 16 thôi, thì sau 6 tháng nó thải trừ được 9%, và sau 18 tháng thì thải trừ được 19%. Như vậy, một lần nữa chúng ta lại thấy rằng cái vai trò của nhiễm đa típ nó sẽ làm thải trừ chậm hơn, và từ đó thì dẫn đến tăng cái tần suất mắc ung thư cổ tử cung. Như vậy thì chúng ta đã thấy là việc nhiễm HPV nguy cơ cao và đặc biệt là tồn dư dai dẳng HPV trong cơ thể sẽ là một cái mối nguy lớn đối với người phụ nữ sẽ phát triển thành ung thư cổ tử cung sau một cái thời gian nhất định. Thế thì làm thế nào để chúng ta gia tăng đào thải HPV và chúng ta phục hồi sang thương cổ tử cung do HPV gây ra? Đúng không ạ? Đây là cái phần thứ 3 của bài trao đổi. Thế thì chúng ta biết rằng, xin lỗi, chúng ta biết rằng là cái cơ chế để mà loại trừ HPV và cũng như là cái sự tồn tại lâu dài của HPV nó phụ thuộc vào ba yếu tố. Cái thứ nhất là cấu trúc biểu mô của vùng chuyển tiếp. Đúng không? Ta biết rằng bên ngoài của cổ tử cung thì được bao bọc bởi một cái lớp tế bào lát, còn bên lỗ trong, từ lỗ trong cổ tử cung đổ vào thì sẽ là các cái tế bào biểu mô ở trụ, đúng không ạ? Đại khái là như vậy. Thì giữa hai lớp tế bào này nó luôn luôn có một cái sự thay đổi, và cái biểu mô trụ nó có cái xu hướng nó xâm nhập ra phía ngoài của biểu mô lát. Và ở giữa hai cái vùng này thì nó có một cái vùng gọi là vùng chuyển tiếp. Ở đây có các cái tế bào có khả năng thay đổi, nó có thể biến đổi thành tế bào biểu mô lát bên ngoài hoặc là biến đổi thành biểu mô trụ bên trong. Thì đây chính là cái khu vực mà người ta thấy rằng các cái tế bào các con virus HPV nó tấn công vào các tế bào ở chỗ này, đúng không ạ? Cái thứ hai, yếu tố thứ hai là hệ vi sinh âm đạo. Hệ sinh âm đạo nó có rất nhiều cái sự thay đổi khác nhau nếu như mà cái người phụ nữ này mắc cái tình trạng viêm nhiễm kéo dài. Và cái thứ ba là cái hệ miễn dịch tại chỗ, ở tại cái vùng cổ tử cung, đúng không ạ? Cũng như đi kèm với cái sự chiếm ưu thế của cái con Lactobacillus, là một cái con vi khuẩn thường trực có ở trong âm đạo của người phụ nữ, nó sẽ liên quan đến việc đào thải HPV. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy rằng cái vùng chuyển tiếp để tích hợp DNA vào cái DNA của vật chủ thì HPV nó cần các tế bào đang hoạt động phồng đảo, và chính cái tế bào vùng chuyển tiếp này là nơi có nhiều cái tế bào dự trữ có thể chuyển thành biểu mô lát bên ngoài hoặc chuyển thành các biểu mô trụ tuyến ở bên trong. Chính vì thế thì đây là cái khu vực mà HPV nó tấn công vào, và người ta thấy rằng đại đa số các cái trường hợp ung thư cổ cung thì đều phát sinh tại cái vùng chuyển tiếp này. Đây chính là cái lý do vì sao mà chúng ta tìm thấy cái ung thư cổ tử cung phát sinh tại cái vùng chuyển tiếp là như vậy. Thế thì cái vùng chuyển tiếp ở những người phụ nữ nào mà nó càng rộng thì rõ ràng là càng tạo điều kiện cho con virus nó tấn công. Đây là những cái người mà bị viêm lộ tuyến, những người thường xuyên hoạt động tình dục, những người sinh nhiều lần, rồi thậm chí cả những cái người mà bị viêm âm đạo lặp đi lặp lại nhiều lần, cái lộ tuyến cổ tử cung thì tạo điều kiện thuận lợi cho virus tấn công vào cái vùng chuyển tiếp rất là rộng ở những người phụ nữ này. Cũng như vậy, chúng ta thấy rằng nếu như cái cổ tử cung nó được biểu mô hóa tốt với đa số biểu mô lát và cái vùng chuyển tiếp bị giới hạn, có nghĩa là ranh giới của cái vùng chuyển tiếp này rất là rõ ràng, thì nó sẽ không tạo điều kiện thuận lợi cho HPV nguy cơ cao xâm nhập. Chính vì vậy thì việc bảo vệ cái vùng chuyển tiếp, hay nói cách khác là bảo vệ biểu mô cổ tử cung, chính là một yếu tố rất là quan trọng để ngăn cản
cái sự xâm nhập của HPV vào vùng chuyển tiếp và từ đó thì tích hợp vào ADN của tế bào và gây đến ung thư cổ tử cung. Cái yếu tố thứ hai là hệ vi sinh âm đạo. Chúng ta thấy rằng bình thường thì trong hệ vi sinh âm đạo bao giờ cũng có cái sự chiếm đa số, chiếm ưu thế của Lactobacillus, đúng không ạ? Và cái con vi khuẩn này nó sẽ ức chế sự phát triển của con vi khuẩn khác, cũng như tạo nên một cái pH âm đạo phù hợp để chống lại cả các tác nhân gây viêm nhiễm khác nữa, đúng không ạ? Thế thì do một cái lý do nào đó mà dẫn đến thay đổi của cái vi khuẩn trí của âm đạo sẽ tạo nên cái điều kiện thuận lợi cho sự xâm nhập của HPV. Và người ta thấy rằng một cái tác nhân nữa, đó là Gardnerella vaginalis, thì được tìm thấy một cái tần suất cao đáng kể ở những người phụ nữ nhiễm HPV dương tính, và nó có liên quan mật thiết đến những cái người mà người ta thấy rằng có kết quả tế bào âm đạo là từ SIN2 trở lên có nhiễm HPV, thì quay trở lại sẽ thấy rằng có một cái tần suất nhiễm Gardnerella tăng cao đáng kể so với nhóm người phụ nữ khác. Đây là theo một cái nghiên cứu đã được tiến hành ở Đức. Thế thì cái cấu trúc của hệ vi sinh âm đạo cũng có liên quan đến cái tình trạng nhiễm HPV và nhiễm HPV tồn lưu dai dẳng như chúng tôi đã nói ở trên. Và chúng ta thấy rằng cái hệ vi sinh âm đạo càng đa dạng thì nó càng tạo nên cái nguy cơ. Đây là một cái biểu đồ với những cái vùng có những cái màu khác nhau. Mà chúng ta thấy ở cái vùng đầu tiên ở bên trái chúng ta thấy toàn màu xanh. Màu xanh là đại diện cho Lactobacillus. Ở cái vùng bên cạnh này thì chúng ta sẽ thấy là có thêm nhiều những cái vi khuẩn khác nữa, màu tím là những loại vi khuẩn khác, và xuất hiện những cái màu vàng bắt đầu xuất hiện là Gardnerella. Đến cái vùng thứ ba này chúng ta thấy rằng Gardnerella trội lên rất nhiều những cái màu hồng vàng đấy, đúng không ạ? Và cái nơi vùng cuối cùng này thì lung tung gọi là các thể loại vi khuẩn rất nhiều, trong khi đó thì Lactobacillus cái Lactobacillus nó còn rất là ít, đúng không ạ? Và ở trên 4 cái nhóm này thì người ta thấy rằng theo dõi ở trên 273 phụ nữ với cái thời gian khám trung bình và lấy mẫu cổ tử cung trung bình là khoảng độ 1,5 cộng 0,19 năm. Tại sao người ta lấy như vậy? Vì cái thời gian 2 năm là thời gian thải trừ trung bình, thải trừ HPV. Thì người ta thấy rằng ở hai cái nhóm này, cái tỷ lệ nhiễm HPV cũng như là cái tỷ lệ sẽ tiến triển thành từ lâu siêu trở lên, nó sẽ cao hơn rất nhiều so với hai cái nhóm ban đầu biểu hiện bằng hai cái hình mà chúng ta thấy ở đây. Cái yếu tố thứ ba là miễn dịch. Những cái người mà có cái hệ miễn dịch suy giảm thì chắc chắn là nó sẽ không chống lại được cái sự xâm nhập của HPV và làm tăng cái nguy cơ tồn lưu HPV dài dẳng, cũng như là HPV tích hợp với ADN của tế bào mà gây đến ung thư cổ tử cung. Thế thì một cái hệ miễn dịch lành mạnh tại cổ tử cung là một cái yếu tố rất là quan trọng để ngăn cản HPV nhiễm cũng như là tổn lưu dài dẳng. Bởi vì con HPV nó có khả năng lẩn trốn cái hệ miễn dịch của chúng ta, như chúng tôi đã nói ở trên, do nó tích hợp thành cái plasmid ở trong bào tương, làm cho cái tế bào T nó không trình diễn kháng thể được. Cũng như là nó làm giảm rất nhiều những cái cytokine gây viêm, cho nên là nó không lôi kéo các cái tế bào T đến để nó bắt các cái kháng nguyên, và trình diễn kháng nguyên của con HPV. Chính vì vậy thì việc suy giảm miễn dịch tại chỗ ở cổ tử cung cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng làm cho HPV nhiễm và tồn lưu dài dẳng trong cơ thể, dẫn đến ung thư cổ tử cung. Như vậy thì ba cái yếu tố ở trên nó có tác động qua lại với nhau. Nếu như mà viêm nhiễm thì nó sẽ gây nên tổn thương và ngăn cản cái quá trình tái biểu mô hóa của tử cung, đúng không ạ? Và quá trình tái biểu mô hóa của tử cung bị chậm lại, gây tổn thương cổ tử cung nhiều, thì cũng tạo điều kiện cho các cái vi khuẩn tác nhân gây bệnh nó tấn công, gây nên mất cái cân bằng của hệ vi sinh âm đạo. Và cả hai cái yếu tố này, đúng không ạ, thì đều gây nên cái gánh nặng về hệ miễn dịch, gây nên gánh nặng cho hệ miễn dịch tại chỗ. Và như thế thì hệ miễn dịch sẽ khó mà có thể phục hồi hệ miễn dịch tại chỗ, cũng như chống lại được cái sự xâm nhiễm của các cái tác nhân gây bệnh nói chung, và trong đó đặc biệt là HPV. Vì thế thì chúng ta cần tác động lên ba yếu tố này. Thứ là nhất là tăng tái biểu mô hóa vùng chuyển tiếp của tử cung để bảo vệ cái vùng biểu mô và cái vùng chuyển tiếp của tử cung. Thứ hai là tái cân bằng hệ vi sinh âm đạo. Và thứ ba là khôi phục hàng rào miễn dịch tự nhiên, là ba cái yếu tố giúp ngăn cản HPV xâm nhập, tấn công vào cổ tử cung. Như vậy thì qua một cái bài trình bày của chúng tôi, xin phép là đưa ra một số những kết luận. Đầu tiên là chúng ta thấy rõ ràng sự tồn lưu dai dẳng HPV, và đặc biệt là các cái tiếp nguy cơ
HPV nguy cơ cao là dự báo chính cho cái khả năng tiến tới các cái tổn thương tiền ung thư cổ tử cung và ung thư cổ tử cung. Bị nhiễm HPV nguy cơ cao không phải chắc chắn sẽ bị ung thư cổ tử cung, không phải sẽ bị ung thư cổ tử cung trong một thời gian ngắn, nhưng có một cái nguy cơ bị ung thư cổ tử cung cao hơn nhiều so với những người không nhiễm HPV hoặc nhiễm HPV nguy cơ thấp. Thứ hai là tác động kết hợp của bộ ba cơ chế tái biểu mô hóa vùng chuyển tiếp cổ tử cung, phục vụ hồi cân bằng hệ vi sinh âm đạo, cộng với việc tăng cường thúc đẩy hệ miễn dịch tại chỗ, tác động qua lại của ba yếu tố này là một cái hướng tiếp cận mới giúp tăng cường đào thải HPV tự nhiên. Và khi mà HPV phục hồi tích hợp rồi, nhiễm dai dẳng rồi thì cũng phục hồi lại các cái tế bào bệnh lý, và từ đó thì ngăn ngừa cái tiến triển của các cái sang thương cổ tử cung, và từ đó thì giảm được cái tỷ lệ ung thư cổ tử cung. Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô, quý vị đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe. Dạ vâng ạ. Xin được cảm ơn phần thông tin khoa học từ bài trình bày của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Cảnh Trương. Và để tiếp nối chương trình sẽ là bài báo cáo của thạc sĩ bác sĩ Đinh Thị Hiền Lê, bác sĩ cao cấp khoa sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, với chủ đề hướng tiếp cận mới trong xử trí bệnh nhân nhiễm HPV chưa có hoặc có sang thương cổ tử cung mức độ thấp, acus hoặc low siêu. Xin được kính mời quý vị đại biểu chú ý lắng nghe. Xin được kính mời thạc sĩ bác sĩ Đinh Thị Hiền Lê ạ. Xin chào thầy cô, xin chào các quý đồng nghiệp đang còn tham gia vào chương trình hội thảo. Trước tiên thì cho tôi xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức của hãng Mai Xanh đã tổ chức cái hội thảo này để cho chúng tôi có cái dịp may để trao đổi về kiến thức. Và cảm ơn giáo sư Nguyễn Duy Ánh đã cho chúng tôi được tham gia vào cái cuộc hội thảo của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, một cái dịp để trao đổi về kiến thức. Và tôi vừa nghe cái bài trình bày của thạc sĩ Nguyễn Cảnh Trương thì tôi thấy rằng đấy là một cái bài rất là hay, về một cái lý thuyết là rất là rõ ràng và rành mạch về tất cả những cái gì mà những cái làm thế nào mà bị tổn thương HPV. Vì thực ra mình chỉ nghe đấy HPV nhưng mà nhiều người cũng không hiểu là làm thế nào, rồi cơ chế tác động của nó như thế nào, làm sao để nó thải trừ được, làm sao nó gây bệnh và làm sao để tránh được nó. Và các cái những cái mà trước đây thì mọi người cứ băn khoăn mà khi nhiễm rồi thì mình không biết làm gì cả, làm gì, cho nên là cứ sợ hãi và cứ nghĩ rằng là một ngày nào đấy nó nằm yên ở trong người mình, xong rồi cuối cùng nó thành ung thư mà không có một cái gì để lối giải thoát. Và một cái từ những cái cơ chế của thạc sĩ Trương thì chúng tôi sẽ đưa đến một cái bài tiếp, đấy là những cái hướng tiếp cận mới ở trong xử trí những cái bệnh nhân đã bị nhiễm HPV chưa, hoặc là chưa có, hoặc là đã có những cái sang thương cổ tử cung ở mức độ thấp của acus hoặc là lao sin, hoặc là người ta gọi là sin 1. Nội dung trình bày của tôi thì cũng gồm có 3 phần. Là phần thứ nhất là quản lý HPV dựa vào mức độ sang thương thực tế và thách thức lâm sàng. Phần thứ hai là hướng tiếp cận mới trong phục hồi dự phòng sang thương cổ tử cung ở mức độ thấp do HPV gây ra, và các cái thực hành lâm sàng dựa trên cái bằng chứng y khoa ABM trong phục hồi sang thương cổ tử cung và đào thải HPV nguy cơ cao. Như chúng ta đã biết rằng là khi mà người ta quản lý các cái HPV thì dựa vào các cái mức độ sang thương. Nếu trong những trường hợp mà bệnh nhân mà chưa bị nhiễm HPV thì người ta có thể là bằng phương pháp dự phòng. Cái dự phòng tốt nhất đấy là người ta có thể là tiêm vaccine đối với những em bé trẻ tuổi. Cái thứ hai là đối với những cái quan hệ tình dục lành mạnh có thể người ta dùng bao cao su. Còn đối với những trường hợp mà chẳng may đã bị nhiễm HPV rồi nhưng mà chưa có sang thương thì lúc đấy người ta đưa rằng dự phòng cấp 2. Đấy là chúng ta có thể làm có những cái phương pháp điều trị khác, không can thiệp, không xâm lấn, mà làm sao đấy để có làm tăng được cái khả năng mà thải trừ được cái HPV ở trong cơ thể. Và cái thứ ba là khi mà đã nhiễm HPV rồi mà lại có kèm sang thương cổ tử cung rồi, bắt buộc lúc mà thì lúc đấy chúng ta phải có những cái phương pháp để điều trị. Những cái điều trị có thể là hoặc là áp lạnh, hoặc đốt điện, hoặc là làm líp, hoặc là thậm chí khoét chóp, hoặc là cắt cụt. Đấy là những cái phương pháp điều trị. Ngoài ra khi mà đến mức mà để từ hai sin mà chuyển sang ung thư cổ tử cung rồi thì lúc đấy chúng ta phải điều trị theo một cái protocol của cái ung thư cổ tử cung, chứ không còn gọi là điều trị dự phòng nữa. Đối với những cái trường hợp mà cái bài trình bày của thạc sĩ Trương thì rất là rõ ràng về những cái sang thương, làm thế nào để nhiễm HPV và làm thế nào để nó gây đến những cái tình trạng là sang thương cổ tử cung rồi. Cho nên ở đây tôi chỉ trình bày đến cái phần là làm thế nào mình quản lý những cái bệnh nhân mà đã bị nhiễm HPV nhưng mà
có thể có hoặc là chưa có sang thương ở cổ tử cung ở mức độ nhẹ. Như thế nào người ta gọi là mức độ nhẹ? Có thể rằng là chỉ có là các cái xét nghiệm tế bào là chỉ có là acus hoặc là lao xin, hoặc là chỉ có những cái tổn thương xin 1 thôi. Còn nếu trong những cái trường hợp mà đã 2 xin hoặc là xin 2, xin 3 thì ở trong cái phần trình bày này thì chúng tôi không đề cập đến. Thì khi mà những cái trường hợp mà bệnh nhân bị HPV mà chưa có sang thương hoặc sang thương nhẹ thì chúng ta đặt ra một cái câu hỏi là làm thế nào để phù hợp nhất. Có thể là mình là khi mà nghe bị như thế và có những cái tổn thương như thế thì liệu là mình can thiệp ngay bằng các cái phương pháp can thiệp mà điều trị xâm lấn, hay là mình chỉ điều trị như thế nào để cho phù hợp, để làm sao để tránh được những cái di chứng để lại khi mà những cái sang điều trị mà điều trị can thiệp nó có thể làm gây nên những cái sang thương mà sau khi điều trị. Thì cái việc chọn lựa làm thế nào để cho những cái bệnh nhân bị nhiễm HPV có hoặc là chưa có sang thương cổ tử cung để làm thế nào mà để điều trị được thích hợp nhất thì người ta có thể có rất là nhiều cách. Cái thứ nhất là người ta có thể thay đổi cái lối sống, làm thế nào không hút thuốc lá để giảm stress. Vì lúc nãy giống như bác thạc sĩ Trương có nói rằng là khi mà những cái bệnh nhân bị stress thì có thể là làm gia tăng cái khả năng gây nên cái tình trạng là nhiễm HPV, và ngược lại khi mà nhiễm HPV rồi thì là nó cái stress nó lại càng ngày nó cũng tăng cao. Thế thì chúng ta thay đổi lối sống, sau đấy thì chúng ta có thể là dùng bao cao su trong quan hệ tình dục. Rồi những em bé trẻ tuổi hoặc là những người phụ nữ thì chúng ta có thể khuyến cáo là nên tiêm vaccine sớm, mà sớm nhất khi mà chúng ta còn chưa quan hệ tình dục thì còn tốt nữa. Thế còn đối với những trường hợp mà đã có những cái tổn thương rồi thì chúng ta có thể can thiệp rất là sớm. Ví dụ như là nạo ống cổ tử cung này, rồi điều trị bằng áp lạnh, áp nhiệt, rồi làm líp để làm hạn chế cái nguy cơ tiến triển của cái tổn thương của cổ tử cung. Liệu một cái câu hỏi đặt ra là liệu HPV khi mà vaccine và HPV thì có bảo vệ hoàn toàn cho người phụ nữ bị ung thư cổ tử cung hay không, thì câu trả lời rằng là không thể hoàn toàn được, nhưng nó giảm cái nguy cơ, nó giảm cái mức độ rất là lớn. Một nghiên cứu của Thụy Điển trên toàn quốc từ 2006 cho đến 2017 trên 1,6 triệu bé gái và phụ nữ từ 10 cho đến 30 tuổi thì người ta thấy rằng là đối với những cái em bé mà những cái người mà phụ nữ mà được tiêm vaccine thì cái tỷ lệ ung thư cổ tử cung nó rất là thấp, chỉ có 19 bệnh nhân. Còn nếu đối với những người mà không tiêm vaccine thì tỷ lệ ung thư cổ tử cung nó có thể đạt đến là 538 người phụ nữ, tức là tỷ lệ của nó tăng rất là cao. Và chúng ta biết rằng là hàng năm cái tỷ lệ mắc mới xuất hiện về ung thư cổ tử cung là trên 100.000 người. Cho nên là cái việc mà tiêm vaccine thì nó làm giảm cái nguy cơ ung thư cổ tử cung rất là lớn, đóng một cái vai trò rất lớn trong cái việc là hạn chế cái ung thư cổ tử cung. Thế thì cái việc là tiêm vaccine HPV hiệu quả như thế nào đối với những người có nguy cơ ung thư cổ tử cung ở phụ nữ lớn tuổi, thì một cái nghiên cứu người ta cho thấy rằng là một cái cut off ở cái lứa tuổi là 17, trước 17 tuổi, thì người ta thấy rằng là đối với những cái người em bé mà chị ở cái tiêm vaccine ở cái 17, trước 17 tuổi thì cái khả năng ngăn ngừa ung thư cổ tử cung là lên đến 81%. Nếu mà ở những cái em bé mà bắt đầu từ những người phụ nữ mà từ 17 cho đến 30 tuổi bắt đầu tiêm vaccine HPV thì cái khả năng ngăn ngừa ung thư của nó chỉ có 36%. Và người ta đã làm một cái khắt lọc khác, đấy là ở cái lứa tuổi 20 tuổi, thì nếu bắt đầu từ 20 tuổi bắt đầu tiêm vaccine HPV thì cái khả năng ngăn ngừa ung thư cổ tử cung nó chỉ có được 50% thôi. Cho nên là cái việc mà khuyến cáo làm sao đấy là mình tuyên truyền để cho những cái phụ nữ, những em bé nên đi tiêm ngừa vaccine là trước 17 tuổi thì cái hiệu quả của nó cao hơn so với là sau đấy thì mới tiêm vaccine HPV. Và chúng ta biết rằng là cái điều trị khi mà chúng ta có bị HPV mà nếu ngay lập tức chúng ta sợ quá, sợ hãi, hoặc là có những cái tổn thương rất là nhỏ chưa đến mức là cần phải can thiệp, mà nếu chúng ta điều trị can thiệp bằng những cái phương pháp mà có xâm lấn, ví dụ như là làm áp lạnh, làm laser hoặc làm líp hoặc nạo kênh hoặc là khoét chóp hoặc là cắt cổ tử cung chẳng hạn, thì nó có rất là nhiều cái những cái di chứng để lại, ví dụ như là có thể làm gây nên chít hẹp cổ tử cung,
có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, vì chúng ta biết rằng là khi mà làm đốt hoặc là khoét chóp, cắt cụt thì nó làm cho mất cái chất nhầy cổ tử cung, làm cho cổ tử cung chít hẹp, làm cho cái khả năng tinh trùng di chuyển vào bên trong trong tử cung nó cũng kém đi, cho nên cái khả năng gây nên cái nguy cơ vô sinh là rất là có. Và cái những cái nguy cơ này lại còn sâu, còn lớn hơn nữa nếu trong những trường hợp mà khi chúng ta khoét độ sâu là trên 10 mm, là đặc biệt là trong những cái tổn thương mà ví dụ như sin 2, sin 3 chẳng hạn, bắt buộc là chúng ta phải khoét chóp, và lúc đấy thì khoét chóp của chúng ta là cái độ sâu bắt buộc là phải trên 10 mm, và những cái độ sâu như thế thì những cái biến chứng về sau này cho những gây vô sinh hoặc là do cái khả chít hẹp cái cổ tử cung nó cũng rất là lớn. Và chúng ta biết rằng là sau khi mà chúng ta điều trị những cái ung thư cổ tử cung tại chỗ thì cái nguy cơ về sau khi điều trị khoét chóp thì cái tỷ lệ ung thư cổ tử cung nó sẽ cao hơn gấp 5 lần. Tại sao như thế? Tại vì rằng là đôi khi chúng ta điều trị nó không hề triệt để, không phát hiện được hết, thì để lại những cái một cái phần tổn thương, nhưng mà chúng ta chủ quan, chúng ta nghĩ rằng là nhưng mình đã điều trị hết rồi, cho nên những cái tổn thương đấy nó vẫn âm thầm lặng lẽ và cuối cùng nó gây nên cái ung thư ở phía sau mà lúc đấy thì không kịp phát hiện. Thế thì vậy một cái câu hỏi đặt ra là liệu là có nên là xử trí và can thiệp sớm ở đối với những cái tổn thương của cổ tử cung hay không? Thì chúng ta thấy rằng là cái câu trả lời là không. Vì tại sao như thế? Vì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta can thiệp quá sớm thì làm mất các cái tuyến cổ tử cung này, làm phá hủy các cái mô đệm này, làm cho cái nguy cơ nhiễm trùng của nó cao hơn, làm bệnh tổn thương vùng chậu. Và tất nhiên là cuối cùng là chúng ta thấy rằng là những cái sẹo của cổ tử cung làm cái kết cục của cái sản khoa bất lợi. Chính vì lý do đấy mà cái câu trả lời là chúng ta phải cố gắng làm sao mà không nên can thiệp xử lý quá sớm. Đối với một cái nghiên cứu thì người ta chỉ rằng là đối với những cái người phụ nữ mà có sinh cái nguy cơ sinh non cao hơn bình thường, nếu trong khi mà chúng ta điều trị líp hoặc là áp nhiệt và cái tần suất mà biến chứng về bất lợi của nó càng ngày càng cao hơn khi chúng ta điều trị bằng cái việc là can thiệp quá sớm. Và chúng ta biết rằng là trong sản khoa chúng ta rất là quan tâm đến cái việc là làm sao mà để cho những em bé sinh ra là phải đủ tháng. Chứ nếu chúng ta để cho em bé mà sinh non thì có rất là nhiều nguy cơ cho em bé. Những cái nguy cơ sinh non đấy là những cái tỷ lệ về tử vong này, tỷ lệ về các cái biến chứng của sinh non. Ví dụ như là chậm phát triển này, rồi mù này, rồi thì tổn thương về trí não, và tất cả những cái điều đấy đều có thể. Chính vì lý do đấy mà khi mà chúng ta điều trị quá sớm về cái tổn thương cổ tử cung thì nó làm gia tăng nguy cơ sinh non. Một cái nghiên cứu Newcastle vào trên 2.798 đứa trẻ được sinh ra từ 2.001 người phụ nữ, thì người ta thấy rằng là nếu cái người phụ nữ mà cứ mỗi lần mà soi cổ tử cung hoặc là can thiệp thì cái tỷ lệ làm gia tăng cái tỷ lệ của nguy cơ sinh non. Ví dụ như lần thứ nhất là chỉ có 0.95, nhưng đến lần thứ hai là có thể đến 1.3, và lần thứ ba là lên đến 1.5. Tất cả những cái đấy để nói rằng là khi chúng ta những cái can thiệp quá sớm, quá mạnh, quá thô bạo vào cái cổ tử cung thì đấy chính là đẩy đến cái tình trạng là làm cho cái nguy cơ sinh non của người phụ nữ là tăng cao, và cái tỷ lệ cứ mỗi lần cắt bỏ như thế thì cái tỷ lệ sinh non của nó có thể tăng từ 21 cho đến 39%. Chính vì cái lý do mà những cái nguy cơ sinh non như thế, cho nên một cái vấn đề đặt ra là gì? Đối với những người phụ nữ mà trong độ tuổi sinh sản, là làm thế nào đấy mà chúng ta phải điều trị một cách hiệu quả, điều trị tốt nhưng mà không làm giảm thiểu đến mức tối đa nhất những cái vùng bị cắt bỏ, càng nhiều càng tốt. Trước đây thì vì chúng ta không có một cái biện pháp gì cả, chúng ta khi bị nhiễm HPV, nhìn thấy tế bào tổn thương rồi cổ tử cung viêm lộ tuyến thì rõ ràng là không có một cái biện pháp gì hơn là vì lo sợ là nó sẽ tiến triển thành ung thư, tiến triển là càng ngày thành những cái tổn thương khác, cho nên bắt buộc là chúng ta phải đốt điện, chúng ta phải áp lạnh, chúng ta phải làm líp. Tuy nhiên ngày nay thì có rất là nhiều tiến bộ, thì chúng ta có thể có nhiều cái phương pháp khác nhau để có thể làm giảm thiểu những cái phương pháp mà điều trị mà xâm lấn. Một cái câu hỏi nữa là đặt ra là liệu là cái làm líp hoặc là áp lạnh thì có an toàn hay không, thì có 24 nghiên cứu ở trên của châu Á và châu Phi thì người ta thấy rằng là có trên 9.000, gần 7.000 cái trường hợp là điều trị áp lạnh và hơn 4.500 cái điều trị làm líp ở châu Á và châu Phi, thì người ta thấy rằng là có rất là nhiều cái kết cục là rất là bất lợi, ví dụ như làm đau này, làm tăng tiết vùng chậu này, rồi có thể làm bỏng
bỏng chẳng hạn, ví dụ như khi chúng ta đốt điện chúng ta cũng có thể gây bỏng, hoặc là làm líp chẳng hạn chúng ta cũng có thể làm cho bị bỏng ở bên thành âm đạo, rồi có thể những cái biến chứng còn lớn hơn nữa đấy là run không kiểm soát ở phần chi dưới, rồi làm chít hẹp cái cổ tử cung. Và những cái biến chứng của nó là của ngắn hạn của cái làm líp hoặc là đốt địa làm áp lạnh chẳng hạn, thì đều có cơ thể là đều nó tương tự của các cái nước mà châu Á và châu Phi, tức là những cái nước mà có thu nhập thấp thì nó cũng tương đồng với lại các nước có thu nhập cao, ví dụ như ở châu Âu chẳng hạn. Cho nên là người ta khuyến cáo rằng là đề nghị là không nên là điều trị xâm lấn ở trong những cái trường hợp mà mới có sin 1. Và cái nghiên cứu và tất cả những cái đây thì đã được đồng thuận vào của cái hiệp hội soi cổ tử cung và bệnh lý của cổ tử cung của Hoa Kỳ ACCP vào năm 2019, và người ta thấy rằng là cái việc theo dõi và tái khám định kỳ vẫn là chính cho những cái trường hợp mà bị lao xin hoặc là acus hoặc là những cái trường hợp xin 1, chứ không nên là can thiệp một cách thô bạo. Thế thì vậy, khi mà chúng ta biết rằng là liệu mà đối với những cái trường hợp mà chúng ta cứ nói đi nói lại rằng là không phải can thiệp gì cả, đừng làm gì, thế thì liệu chúng ta có một cái giải pháp điều trị gì không? Làm thế nào để không điều trị mà không xâm lấn, mà để mà có thể phục hồi được những cái sang tương cổ tử cung, và làm thế nào để gia tăng đào thải được HPV? Vì như lúc nãy là Thạc sĩ Trương có nói rằng là nếu HPV mà cứ nằm càng lâu trong cơ thể thì nó lại càng xâm nhập vào các cái tế bào, và nó dần dần nó sẽ lấn sân vào các cái tế bào, và nó sẽ từ những cái thông tin di truyền mà nó phân chia và nó tạo thành những cái tế bào, và dần dần sẽ phát triển thành cái tế bào bất thường và cuối cùng là dẫn đến ung thư. Thế thì cái slide này thì lúc nãy thì Thạc sĩ Trương cũng đã nói rồi là làm thế nào để có những cái yếu tố mà tác động mà làm ảnh hưởng đến cái sự đào thải của HPV, đấy là chính là do các cái cấu trúc, làm thế nào để là đừng có làm tổn thương của cấu trúc của vùng biểu mô chuyển tiếp này, làm cho cái hệ vi sinh âm đạo thật là tốt, không có mà bị quá nhiều là cái phức hợp về vi sinh âm đạo như lúc nãy Thạc sĩ Trương đã đưa ra. Ví dụ như là chúng ta phải làm thế nào đấy để cho có cái việc mà chiếm ưu thế của Lactobacillus là nó ngay phải được tăng cao, chứ không phải là bị giảm thấp, và nhiều Gardnerella nó có nhiều trong môi trường âm đạo quá thì nó cũng làm cho cái khả năng đào thải HPV rất là thấp. Và làm thế nào đấy để mà tăng cường được cái hệ miễn dịch tại chỗ để cho cái việc mà đào thải được cái HPV. Thế thì đối với những cái trường hợp mà làm thế nào để mà gia tăng được đào thải HPV và cải thiện được sang thương cổ tử cung, thì cái này, cái phần trình bày này thì Thạc sĩ Trương cũng đã trình bày rất là kỹ, cho nên tôi không nói lại về cái slide này nữa. Và chúng ta thấy rằng là ngày nay thì chúng nhờ có một cái, các cái nghiên cứu, người ta thấy rằng là có một cái loại gen đặt chứa cái Coriolis vesicolor là và các cái thành phần kết hợp bổ sung, nó cho ba cái cơ chế tác động hiệp lực và bổ sung cho nhau, và cuối cùng người ta có thể đưa đến một cái kết quả rất là khả quan, đấy là cái việc là cái tác dụng của cái việc gen đặt âm đạo Coriolis vesicolor này, nó có thể tái tạo cái biểu mô sang thương và làm kích thích, làm tăng cường cái hệ thống miễn dịch. Nó dựa vào đâu? Nó dựa vào hai yếu tố, đấy là hiệu của cái lysosome và phytosome, và nó làm tăng cái độ ẩm, làm duy trì cái tính đàn hồi của cái mô, và làm cân bằng hệ vệ vi sinh ở trên vùng cổ tử cung của âm đạo. Ngoài ra thì nó còn có vai trò là làm kháng viêm và chống oxy hóa và duy trì cấu trúc chức năng của niêm mạc và màng nhầy, và làm có khả năng làm dưỡng ẩm, tái tạo của biểu mô, và cuối cùng nó có khả năng nữa đấy là sửa chữa các vết thương và làm lành các cái niêm mạc để làm cho trở lại những cái cổ tử cung bình thường. Thế thì Coriolis vesicolor là có vai trò gì? Nó chính có vai trò là làm kích thích các cái yếu tố miễn dịch, vì trong nó là có chứa các cái thành phần polysaccharide và polysaccharidopeptide, và hai cái thành phần này nó làm đặc tính kích thích cái hệ tiếng miễn dịch và kháng khuẩn, làm chống khối u, và nó có khả năng là kích hoạt các cái hoạt động tế bào tiêu diệt tự nhiên, người ta gọi là nature killer đấy, và gia tăng các cái tế bào lympho và
của tế bào bào B và đại thực bào. Như lúc nãy thạc sĩ Trương cũng có nói rằng là khi mà cái tế bào lympho B thấp rồi tế bào B nó bị suy giảm, các đặc thực bào nó không có nữa thì cái khả năng đào thải của cái HPV nó cũng thấp. Chính vì lý do đấy mà cái viên đặt âm đạo này nó có khả năng nó có thể đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu đấy của các cái yếu tố miễn dịch. Và cái slide này người ta đưa ra đấy, người ta thấy rằng là các cái thông qua các cái thụ thể và nó làm tăng sinh các cái tế bào T và nó làm kích hoạt các cái yếu tố hoạt động của đại thực bào và cuối cùng là hoạt hóa các cái tế bào B. Chính vì những cái yếu tố, ví dụ như lúc nãy thạc sĩ Trương có nói rằng là cái làm nó giảm, cái khi mà bị viêm như thế thì cái cytokine nó giảm đi này, rồi cái miễn dịch của cơ thể nó giảm này, chức năng của tế bào nó giảm, thì chính Coriolis vesicolor nó lại là tham gia vào quá trình làm sao mà tác động làm cho cái yếu tố cytokine này nó tăng lên này, kích thích hệ miễn dịch của cơ thể nó tốt hơn và cải thiện được cái chức năng của tế bào. Và chính vì từ những cái đấy là nó làm ức chế cái sự phát triển của khối u. Lúc nãy bác sĩ Trương nói rằng là cái tế bào ung thư nó sống rất là lâu, nó bất tử, cho nên là nó càng ngày nó cứ sinh sôi nảy nở và nó không chết đi và nó phát triển, thì chính là cái vấn đề này nó làm cho cái tế bào này nó không còn bất tử nữa và nó làm cải thiện cái hệ sinh vật của vi sinh, đào thải virus và làm chậm tiến triển của bệnh và hỗ trợ và cải thiện các cái triệu chứng của ung thư. Có một cái nghiên cứu ở Brazil, người ta thấy rằng là trong vòng một năm người ta cho những cái người phụ nữ mà uống mỗi ngày viên thuốc đấy để điều trị đối với những cái trường hợp mà bị đã có cái sang thương cái cổ tử cung và có cái HPV dương tính, thì người ta thấy rằng là đối với những người sau khi trong vòng một năm ấy mà dùng thì cái tỷ lệ mà giảm nó đi rất là đào thải của cái HPV của nó là đến 90% và cái bình thường hóa của cái lausin của nó là đến 72.5, đây là viên uống. Đây là cái này là viên uống. Nhờ mà cái viên uống này nó kéo dài trong một năm, nhưng mà người ta thấy rằng là cái này nó rất là bất lợi vì nó cứ ngày nào cũng cứ phải uống mà uống dai dẳng trong một năm mà cái tác dụng của nó rất là chậm. Cho nên đôi khi kiểu như người phụ nữ người ta không kiên nhẫn và người ta cũng cảm thấy lo lắng. Vì chính vì cái lẽ đó mà người ta thấy rằng là có một nghiên cứu khác, người ta đã đưa ra một cái giải pháp mới, đấy chính là gì? Đấy là người ta sẽ đặt trực tiếp cái gen đặt âm đạo chứa Coriolis vesicolor để làm thế nào mà cải thiện được cái biểu mô hóa cổ tử cung, làm cải thiện được cái hệ vi sinh âm đạo và làm tăng chỉ số sức khỏe của âm đạo. Và người ta thấy rằng là đối với cái viên đặt này thì nó có rất là nhiều cái lợi ích. Và một cái nghiên cứu này thì nó rất là nhỏ thôi, chỉ có 21 phụ nữ, cái độ tuổi từ 18 cho đến 45 tuổi. Và có những cái tổn thương rất là mức độ rất là thấp. Và người ta đặt cái gen đặt âm đạo này một ngày một lần trong vòng 12 ngày liên tục. Thì người ta đánh giá thì người ta thấy rằng là cái biểu mô hóa của cái cổ tử cung nó rất là tốt. Cái hệ vi sinh âm đạo nó cũng được cải thiện. Và chỉ số sức khỏe âm đạo nó cũng được cải thiện lên rất là nhiều. Thế thì từ những cái nghiên cứu mới ban đầu như thế thì người ta sẽ dựa trên các cái thực hành lâm sàng, những cái bằng chứng để về trong cái phục hồi sang thương cổ tử cung và làm thế nào để đào thải được HPV có nguy cơ cao. Thì đã có một cái nghiên cứu lâm sàng Paloma, đây là một cái nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên đa trung tâm ở Tây Ban Nha và để đánh giá cái hiệu quả sang thương phục hồi cổ tử cung âm đạo của gen đặt âm đạo trên người phụ nữ mà trong vòng là cho 3 cho đến cái này nó chạy phải đặt âm đạo, là chúng ta thấy rằng là ở đây người ta có ba nhóm phụ nữ, tuy nhiên là có hai nhóm thì là một nhóm người ta đặt là trong nhóm A, thì chúng ta thấy rằng là đặt cứ mỗi ngày một lần trong vòng 21 ngày, sau đấy nghỉ trong vòng 1 tháng, sau đấy cứ cách ngày người ta đặt một lần trong vòng 6 tháng. Nhóm thứ hai là người ta đặt là trong vòng là cái 21 ngày xong nghỉ 7 ngày trong vòng 3 tháng liền và sau đấy thì cứ cách ngày người ta đặt một lần. Còn nhóm thứ ba thì là nhóm C, thì là cái nhóm gọi là nhóm chứng hay gọi là placebo, thì người ta không làm gì cả. Thì người ta thấy rằng là đối với những cái người mà
đặt những cái nhờ viên đặt âm đạo ấy thì tỷ lệ là cái của nó là cải thiện thì nó tốt hơn rất là nhiều. Nhưng một điều mà chúng ta cần phải quan trọng nữa là gì, chúng ta thấy rằng là cái nhóm mà nghiên cứu này này là cái trên những cái nhóm bệnh nhân mà có cái nhiễm cái tỷ lệ HPV mà có nguy cơ cao, cái nhóm mà HPV nguy cơ cao như nguy cơ như nhóm của 16, 18 mà như lúc nãy là bác sĩ Trương nói đấy. Và người ta gồm có, người ta chia làm hai nhóm, là một nhóm là nhóm sử dụng gen và một cái nhóm chúng, để người ta chứng minh về cái hiệu quả của cái việc là đặt cái viên đặt âm đạo này. Thì người ta khi mà trong vòng nghiên cứu trong vòng 3 đến 6 tháng thì người ta các cái tiêu chí để người ta đặt ra để xem, người ta xem là liệu là đã có những cái điều gì xảy ra, thì người ta thấy rằng là trên cái toàn bộ bệnh nhân thì cái cải thiện của nó là để đạt đến 8 trong vòng 3 tháng là đạt đến 78 phần trăm của các cái sang thương cái cổ tử cung. Và nếu trong vòng 6 tháng thì cái tỷ lệ của cái cải thiện của cái sang thương cổ tử cung của nó đã đến 85%. Và đặc biệt là chúng ta thấy rằng là trên cái nhóm mà bệnh nhân mà có HPV có nguy cơ cao này này thì cái cải thiện của nó rất là lớn, cho đến 8 trong vòng 6 tháng nó cải thiện đến 88%. Lúc nãy mà bác sĩ Trương có nói rằng là khi mà cái nhóm mà cái càng cái nhóm HPV mà có nguy cơ càng cao thì cái khả năng đào thải nó càng chậm, cái khả năng tồn dư của nó ở trong cơ thể càng ngày càng lâu, trên 18 tháng. Còn ở đây khi mà chúng ta đã đặt những cái viên đặt âm đạo này thì trong vòng 6 tháng đã 88% cái HPV nguy cơ cao nó đã được giải thoát ra ngoài rồi. Cho nên đấy là một cái tín hiệu rất là mừng để chúng ta thấy rằng là cái việc mà làm có những cái biện pháp để làm cho cái cải thiện được cái việc là điều trị sang thương và đào thải cái HPV của bệnh nhân. Vậy thì cái nghiên cứu này chúng ta thấy rằng là đối với những cái nhóm mà gọi là bị nhiễm rất là nhiều cái HPV ngoài 16, 18 ra là còn có đến cả những cái các nhóm khác nữa, thì cái việc đào thải của nó cũng chiếm đến là 63% so với các cái nhóm chứng. Và cái việc mà tái biểu mô hóa của nó là đạt đến là 62% so với lại là nhóm chứng. Như thế chúng ta thấy rằng là có một cái kết quả hết sức là đáng là ghi nhận. Có một cái nghiên cứu sub-analyze của Paloma, tại vì là người ta nói rằng là đối với những cái người phụ nữ mà trên ở những cái lứa tuổi mà dưới 40 tuổi thì cái sang thương của nó vào những cái tổn thương HPV thì nó dễ lành. Thế thì cho nên là cái điều trị nó dễ, thì đối với những cái người mà phụ nữ mà trên 40 tuổi thì liệu là cái việc đặt này nó có tốt hơn không, nó có làm có đạt được hiệu quả hơn không so với những người trẻ tuổi mà lúc nãy chúng ta nói là từ 25 cho đến 40 tuổi chẳng hạn. Thì chúng ta thấy rằng là cái hiệu quả bình thường hóa của cái nhóm điều trị của cái nhóm trên 40 tuổi này thì nó cũng rất là đáng ghi nhận. Trên toàn bộ bệnh nhân là nó chiếm 92%. Đối với cái nhóm nguy cơ cao HPV, nguy cơ cao là chiếm 90%. Và đối với những cái nhóm mà chỉ có nhóm chủng là 16, 18, tức là cái nhóm mà rất là kiểu như là nguy cơ đến cái phần lớn là chính là cái tác nhân mà gây ra cái ung thư cổ tử cung đấy, thì nó có thể khả năng đến là 75%. Đấy, chúng ta thấy rằng là cái việc mà phục hồi sang thương cổ tử cung điều trị cho những cái người phụ nữ lớn tuổi trên 40 tuổi với cái viên đặt Coriolis vesicolor thì nó có một cái tác động tốt đến như thế. Và chúng ta thấy rằng là tôi lại nhắc lại một lần nữa rằng lúc nãy bác Trương nói rằng là bị nhiễm HPV là rất stress, đúng là như thế, ai cũng thế. Tự nhiên mà bị trẻ hay già tôi không cần biết, chỉ cần biết là về mình đi làm xét nghiệm bị HPV dương tính thì ai cũng sợ, vì ai cũng hiểu rằng là khi HPV nó để lại trong cơ thể thì nó sẽ có nguy cơ bị ung thư, và cái nỗi sợ đấy nó ám ảnh đến có khi suốt cả cuộc đời. Chính vì lý do đấy mà người ta trước đây thì không biết làm thế nào để giải thích cho bệnh nhân rằng
là bây giờ làm thế nào để đào thải được cái việc mà cái HPV ra, để cho người ta thấy rằng à, tôi đã đẩy được, tôi đã đuổi được cái HPV đi ra khỏi cơ thể rồi, cho nên là cái nguy cơ ung thư không còn nữa. Thì đấy chính là cái viên đặt âm đạo này, nó đã cải thiện được cái khi mà chúng ta dùng thì nó đã cải thiện được cái tình trạng stress sau 3 tháng là 62% so với những người, so với cái nhóm mà không được đặt, và sau cải thiện được 58% so với cái nhóm chứng. Và ở những cái này thì chúng ta thấy rằng là cái mức độ của nó rất là khá là an toàn. Các cái báo cáo thì chúng ta thấy rằng là chỉ có 7 cái báo cáo là biến cố bất lợi, trong đấy thì là trong số đó chỉ có 6 cái là chỉ có nhẹ và trung bình, và không có một cái biến cố nào nghiêm trọng ở trong cái quá trình điều trị cả. Và 93,4 bệnh nhân là tuân thủ cái điều trị trong vòng 6 tháng, và 87% là bệnh nhân cảm thấy hài lòng với lại trong cái quá trình của cái điều trị Papillocare, và không có bệnh nhân nào là cảm thấy mình là cảm thấy bất lợi hoặc là cảm thấy bất tiện trong cái quá trình mà điều trị của Papillocare cả. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cái viên đặt âm đạo chứa coriolus vesicolor này cho một cái hiệu quả lâm sàng là tốt hơn so với lại cái việc mà mình theo dõi về kiểm tra định kỳ và đang được áp dụng cho những cái bệnh nhân bị HPV dương tính, và đặc biệt là những cái bệnh nhân mà khi mà bảo là bị nhiễm HPV có nguy cơ cao, vì khi mà nhiễm HPV cao thì ai cũng cảm thấy là bị lo sợ về ung thư. Và chúng ta thấy rằng là nó có đạt đến là bình thường sang của cái sang thương cổ tử cung là do virus gây ra là đến 88%, và đào thải được 63% so với lại là những cái bệnh nhân mà không có cái nhóm chứng là chỉ có 40%. Một cái nghiên cứu khác, một cái nghiên cứu này thì rất là mới, đấy là một cái nghiên cứu lâm sàng Papillop, thì chúng ta thấy rằng là cái nghiên cứu này ở đa trung tâm và cũng để đánh giá cái hiệu quả trung bình, cái hiệu quả mà làm thế nào đấy để cho cái bình thường hóa của cái sang thương cổ tử cung do HPV của gen đặt âm đạo Papillocare. Thì chúng ta thấy rằng là trên 300 người phụ nữ ở Tây Ban Nha ở lứa tuổi trên 25 tuổi và bị nhiễm HPV và có sang thương cổ tử cung Acus và Lao Sinh, và cái thời gian theo dõi của người ta liên tục là trong vòng 1 năm liền. Và và chúng ta sẽ đánh giá cứ 6 tháng một lần thì chúng ta đánh giá cái tình trạng của nó. Và chúng ta thấy rằng là cái liệu trình điều trị thì cũng giống như lúc nãy, tức là tháng đầu tiên chúng ta đặt 21 tiếp trong vòng 21 ngày, xong sau đấy nghỉ 7 ngày, xong sau đấy thì cứ những cái tháng còn lại chúng ta cứ cách một ngày chúng ta đặt một lần trong vòng 6 tháng. Thế xong rồi sau 6 tháng thì chúng ta đánh giá các cái kết quả của nó, và chúng ta thấy rằng là đối với những trường hợp mà đã phục hồi thì thôi, còn đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân vẫn còn tồn dư hoặc là những cái sang thương cổ tử cung vẫn còn chưa cải thiện, chúng ta lại tiếp tục điều trị thêm 6 tháng nữa. 6 tháng này thì chúng ta đặt cứ cách ngày chúng ta đặt một lần, và sau 1 năm thì chúng ta sẽ đánh giá lại tất cả những cái kết quả của cái nghiên cứu này. Và cái kết quả nghiên cứu cuối cùng trong 6 tháng thì chúng ta thấy rằng là gì? Là tổng số những cái bệnh nhân mà trong cái nghiên cứu này thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà điều trị cho những cái bệnh nhân mà để làm thế nào đấy, để cái tiêu chí làm sao đấy những cái tổn thương của cái Acus và Lao Sinh này là nó giảm đi, và cái thứ hai nữa là đào thải được cái việc là cái HPV. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong vòng 6 tháng thì cái tế bào học nó đã trở lại bình thường là chiếm đến 68,1% trong vòng 6 tháng. Và chúng ta thấy là sau khi mà còn lại những cái bệnh nhân mà vẫn còn những cái tế bào học nó chưa trở lại bình thường thì chúng ta lại tiếp tục cho đặt cách ngày, thì 1 năm sau thì chúng ta thấy rằng là 79%, gần 80% thì đã được phục hồi và phục hồi về cái kết quả của cái tế bào học. Và cái kết quả cái đào thải của cái HPV cũng tương tự như thế. Chúng ta thấy rằng là sau 6 tháng thì đã có đến 58,7% là bệnh nhân âm tính. Và những cái bệnh nhân mà vẫn còn tồn dư cái HPV này chúng ta lại tiếp tục cho đặt. Và chúng ta thấy rằng là 63,5% là sau đấy thì sẽ được là đào thải. Cái kết quả của nó đáng ghi nhận. Trong với cái đào thải nguy cơ sau 6 tháng như thế thì chúng ta thấy rằng là những cái bệnh nhân mà bị có âm tính với lại HPV có nguy cơ cao là chiếm tỷ lệ là 57%,
Và trong vòng 12 tháng thì những cái bệnh nhân mà HPV có nguy cơ cao là chiếm 61,7%. Và chúng ta biết rằng là những cái HPV mà có nguy cơ cao là nó đã kéo dài, nó phải tồn dư đến 18 cho đến 24 tháng. Chứ bây giờ ở đây nó trong vòng 6-12 tháng là nó đã giảm đến hơn một nửa cái tỷ lệ của cái đào thải về cái nghiên cứu. Và các cái người ta đã so sánh về cái bình thường hóa của cái sang thương cổ tử cung và cái tiêu chí của người ta thấy rằng là của các hai nghiên cứu của Paloma hoặc là Palus thì chúng ta đều thấy rằng là nó đều thoái triển cái sang thương tế bào học sau tháng ở bệnh nhân. Là của Paloma thì có vẻ như là cao hơn tại vì rằng là cái số lượng của bệnh nhân của Paloma thì ít hơn, nhưng là Papilos thì người ta sẽ cái số thấp hơn vì số lượng bệnh nhân nghiên cứu thì nó cao hơn, cho nên là cái tỷ lệ thành công của nó là chiếm 73,5%. Thế thì kết quả cuối cùng của cái sau 6 tháng điều trị thì chúng ta thấy rằng là bình thường hóa cái sang thương cổ tử cung là sau 6 tháng là chiếm 68%, và nếu mà chúng ta tiếp tục kéo dài điều trị thêm 6 tháng nữa thì nó có thể đạt đến 80%. Và nếu mà làm HPV âm tính là chiếm 59% trong vòng 6 tháng, mà thêm 6 tháng nữa thì nó sẽ kéo dài được là chiếm tỷ lệ là 64%. Và đặc biệt là chúng ta thấy rằng đối với những cái nhóm mà HPV có nguy cơ cao test âm tính của nó trong vòng 6 tháng đã đạt được đến 58%, và kéo dài thêm 6 tháng thì nó có thể đạt được đến 62%. Đây là một cái kết quả điều trị cho của các cái nghiên cứu của cái Papilus mà chúng ta vừa đưa ra. Đấy là trên hai nghiên cứu của hãng người ta nghiên cứu, còn đây là một cái nghiên cứu độc lập của các bệnh viện, của các cái trường đại học ở Tây Ban Nha và ở Ý, để xem là cái khả năng đào thải của HPV như thế nào. Thì người ta liệu trình điều trị cũng tương tự như thế, thì người ta đánh giá các cái nguy cơ đào thải của cái HPV trong vòng 6 tháng. Và cái kết quả người ta cũng cho thấy rằng là nó cũng có một cái giá trị trung bình là đào thải là HPV trong vòng 6 tháng là chiếm tỷ lệ là 61%. Đây là trên nghiên cứu của các cái bệnh viện mang tính chất là độc lập, không có phụ thuộc gì vào các cái nghiên cứu của hãng. Và người ta đánh giá các cái phục hồi sang thương, các cái hiệu quả điều trị sau 6 tháng thì người ta thấy rằng là cái kết quả của nó tái tạo, như lúc nãy bác sĩ Trương nói rằng là các cái tế bào chuyển tiếp thì nó có thể là thành tế bào trụ hoặc là nó cũng có thể thành cái tế bào lát, và nhờ có cái điều trị mà nó tái tạo như thế thì chúng ta thấy rằng là dần dần cái cổ tử cung nó đã trở lại được bình thường như thế này sau một cái thời gian điều trị. Và chúng ta thấy rằng là cái nghiên cứu Paloma này thì nó là được đăng trên các cái tạp chí là uy tín, chứ không phải rằng là một cái nghiên cứu mà gọi là mang tính chất là không thật là tiêu chuẩn. Và cái kết quả này chúng ta thấy rằng là với cái điều trị gen đặt âm đạo chứa Chorios vesicolor thì đã chứng minh được cái hiệu quả lâm sàng tốt hơn nhiều so với lại là khi mình theo dõi. Và sau 6 tháng điều trị thì cái tác động phục hồi sang thương cổ tử cung và đào thải của nó thì cũng tốt hơn rất là nhiều. Và cái sự an toàn và cái sự dung nạp và cái kết quả tái tạo biểu mô cổ tử cung thì nó giảm được cái tình trạng căng thẳng và tuân thủ cái điều trị cao thì cũng được ghi nhận đến. Và để đi đến kết luận thì tôi muốn đưa ra rằng là để mà chúng ta còn làm sao đối với những, đặc biệt là đối với những cái người phụ nữ mà trong lứa tuổi sinh sản thì chúng ta càng ngày càng hạn chế cái can thiệp sớm để làm thế nào để giảm được cái kết cục sản khoa bất lợi và những cái biến chứng hoặc là những cái tác dụng phụ do những cái can thiệp có sang chấn gây ra. Và các cái bằng chứng ABM cho thấy rằng là gen đặt âm đạo chứa Coriolis vesicolor thì chúng ta đã có thể giúp cải thiện được một cách rất là hiệu quả với cái phục hồi cái sang thương cổ tử cung ở mức độ thấp của do HPV gây ra chiếm đến 88%, và tăng cái đào thải cái HPV mà có nguy cơ cao là đến 63% sau 6 tháng điều trị. Đây là một cái giải pháp không xâm lấn kết hợp với các cái tái tạo biểu mô cổ tử cung, tái cân bằng hệ vi sinh âm đạo, phục hồi hệ miễn dịch tại chỗ và có thể lựa chọn để xử trí cho những cái bệnh nhân mà chưa có cái sang thương cổ tử cung ở cái mức độ thấp.
ở cái bệnh viện gọi đa khoa Tâm Anh chúng tôi thì chúng tôi cũng đã dùng rất là nhiều những cái trường hợp papillocare để điều trị cho bệnh nhân. Đây là một bệnh nhân mà chúng tôi đã làm xét nghiệm và khi có nhiễm cái HPV là 16, có hai nhóm 52 và sau đấy thì làm Pap smear thì có là lao xin, soi cổ tử cung thì có tổn thương và giờ, sau khi điều trị xong một tháng, cái này rất là bạn này sau một tháng thì bạn ấy quay lại thì chúng tôi thấy rằng là nó rất là khá. Nhưng mà rất tiếc là do bị COVID cho nên là sau 6 tháng thì bạn không quay lại được vì ở xa quá cho nên không quay lại được. Cho nên là cái kết quả sau 6 tháng thì chúng tôi không có. Nhưng so sánh giữa sau cái lần đầu với sau với lần thứ hai sau đặt thì nó cũng đã có khá là nhiều cái đáng ghi nhận. Và xin cảm ơn các đồng nghiệp đã lắng nghe. Dạ vâng ạ. Xin được cảm ơn phần chia sẻ của Thạc sĩ bác sĩ Đinh Thị Hiền Lê. Kính thưa các quý vị bác sĩ, phần trình bày của Thạc sĩ bác sĩ Đinh Thị Hiền Lê đã kết thúc các bài báo cáo khoa học trong chương trình ngày hôm nay. Sau đây là thời gian dành cho phần thảo luận. Xin được kính mời các quý vị đại biểu có thể đặt câu hỏi cho chủ tọa và báo cáo viên thông qua hình thức click vào biểu tượng Q&A, đặt câu hỏi và gửi về cho báo cáo viên của ban tổ chức của chúng tôi. Và tham gia vào phần thảo luận hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Thầy thuốc nhân dân Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Ánh, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Cảnh Trương, Thạc sĩ bác sĩ Đinh Thị Hiền Lê và bác sĩ chuyên khoa 2 Chu Hoàng Hạnh. Trước khi trả lời các câu hỏi gửi đến từ chương trình của quý vị đại biểu, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với phần tham luận giải pháp cho bệnh nhân nhiễm HPV có sang thương cổ tử cung mức độ thấp, quan điểm từ chuyên khoa ung biếu. Từ bác sĩ chuyên khoa 2 Chu Hoàng Hạnh, xin được kính mời bác sĩ Hạnh ạ. Xin kính chào quý thầy cô và các anh chị và các bạn đồng nghiệp. Và trước mắt cho tôi gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức và gửi lời cảm ơn đến giáo sư Ánh đã cho phép tôi được tham gia và được chia sẻ một số những cái kinh nghiệm ở trong cái buổi hội thảo của ngày hôm nay về các cái giải pháp cho bệnh nhân nhiễm HPV có sang thương cổ tử cung ở mức độ thấp và với từ cái góc nhìn của chúng tôi đó là về chuyên khoa về ung thư. Cái nội dung của cái chia sẻ của chúng tôi hôm nay thì chúng tôi cũng có chia sẻ. Thứ nhất là chúng tôi sẽ chia sẻ qua về một cái phác đồ tầm soát ung thư cổ tử cung và thường được sử dụng ở bệnh viện ca. Thứ hai là cái hướng xử trí cho những bệnh nhân mà có những cái tổn thương nhiễm HPV. Các hướng xử trí cho các bệnh nhân có nhiễm HPV nói chung. Và cái thứ ba là cũng chia sẻ về cái kinh nghiệm điều trị cho bệnh nhân có nhiễm HPV có hoặc là chưa có những cái sang thương cổ tử cung ở cái mức độ nhẹ. Thế thì có rất là nhiều cái phác đồ để sàng lọc ung thư cổ tử cung tùy theo những cái cơ sở vật chất của từng đơn vị mà có được. Nhưng với bệnh viện ca chúng tôi thì cũng có đầy đủ tất cả các cái phương tiện để sàng lọc ung thư cổ tử cung cho bệnh nhân. Đó là chúng tôi có thể dùng luôn một cái phác đồ co-testing, có nghĩa là làm xét nghiệm tìm nguyên nhân ung thư luôn, tức là xét nghiệm cái HPV. Và cái thứ hai nữa là chúng tôi làm cái xét nghiệm là xem xét nghiệm tế bào học ở cổ tử cung xem là khi bệnh nhân nhiễm HPV thì đã có cái tổn thương tế bào ung thư ở cổ tử cung hay chưa. Và từ đó để cho đưa ra một cái hướng xử trí cho tư vấn để xử trí cho bệnh nhân. Nếu như bệnh nhân mà có không bị nhiễm HPV, xét nghiệm tế bào cổ tử cung bình thường thì chúng tôi có thể là cho bệnh nhân sàng lọc ung thư cổ tử cung 5 năm một lần. Trong trường hợp mà bệnh nhân bị nhiễm virus HPV nằm trong nhóm 12 tiếp nguy cơ cao, có tế bào xét nghiệm bình thường thì chúng tôi sẽ cho bệnh nhân làm lặp lại cái xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung sau 12 tháng. Nếu như tế bào âm tính HPV không còn nữa thì chúng tôi lại cho bệnh nhân quay sang cái chu kỳ sàng lọc 3 năm. Còn nếu như HPV mà âm tính HPV vẫn còn tồn tại, tế bào vẫn bình thường thì chúng tôi lại cho lặp lại cái test sàng lọc này trong vòng 12 tháng sau. Còn nếu như lúc đó bệnh nhân mà lại chuyển sang mà có nhiễm cái HPV tuyếp 16-18 thì chúng tôi sẽ có chỉ định tiếp theo soi cổ tử cung và có hướng điều trị tiếp. Trong trường hợp mà bệnh nhân bị nhiễm virus HPV tuyếp 16-18 nhưng xét nghiệm tế bào vẫn bình thường thì chúng tôi cũng có thể tiến hành những cái việc soi cổ tử cung và để chẩn đoán và điều trị. Còn trong trường hợp mà viện tôi thì làm luôn là cái HPV định tiếp luôn chứ không làm cái HPV mà định tính, thì nhưng mà cũng có một cái theo một cái phác đồ chung
của cái chương trình sàng lọc ung thư cổ tử cung quốc gia thì có nói rằng là nếu như trong trường hợp mà không định được tuýp mà chỉ định được là HPV nguy cơ cao dương tính có tổn thương tế bào từ Ascot H trở lên thì lúc đấy chúng ta cũng có một cái chỉ định soi cổ tử cung và để chẩn đoán và điều trị tiếp. Thế thì thực ra thì cái quan điểm của chúng tôi đấy thì chúng tôi cũng rất từ trước đến nay thì khi mà bệnh nhân nhiễm HPV thì đúng là chúng ta cũng không có một cái phương pháp nào mà để loại cái HPV ra ngoài, và trừ khi mà nó có cái tổn thương bất thường, tế bào đã chuyển sang cái giai đoạn tiền ung thư thì lúc đấy chúng ta mới có những cái giải pháp để can thiệp để giải quyết những cái tổn thương tiền ung thư này. Thế thì hiện nay bây giờ thì khi mà có một cái bệnh nhân mà khi mà soi cổ tử cung ấy, và đây là cái phác đồ mà nếu như bệnh nhân có chỉ định soi cổ tử cung nếu như âm tính, tức là có nghĩa là trên cái hình soi cổ tử cung không có nghi ngờ gì thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân làm sàng lọc lại. Nếu như mà soi cổ tử cung mà nghi ngờ ung thư thì chúng ta bấm sinh thiết để làm giải phẫu bệnh, hoặc là chúng ta không có cái điều kiện bấm sinh thiết thì chuyển tuyến để điều trị và khẳng định. Còn trong trường hợp mà soi cổ tử cung nghi ngờ là ung thư, nghi ngờ có cái tổn thương xin thì chúng ta có thể không cần phải có hai trường hợp, có thể không sinh thiết và có trường hợp là sinh thiết làm giải phẫu bệnh. Thì thông thường thì khi mà có nghi ngờ thì bên chúng tôi thường là sinh thiết và làm giải phẫu bệnh cho bệnh nhân. Và trong cái kết quả giải phẫu bệnh nếu trả lời là lành tính thì chúng tôi sẽ cho sàng lọc lại sau 2 năm. Còn nếu như mà có tổn thương loạn sản mức độ nhẹ thì cũng cho theo dõi và sàng lọc lại sau 1 năm. Còn nếu như tổn thương 2 siêu trở lên thì chúng tôi có thể cho điều trị. Nhưng mà cái thông thường ở bên tôi thì là bên ung thư cho nên chúng tôi không dùng cái biện pháp áp lạnh mà chúng tôi làm cái biện pháp khoét chóp, bởi vì cái phương pháp này nó vừa có tác dụng là để chẩn đoán và cũng như là để điều trị ung thư cổ tử cung luôn. Thế cho nên là thường là chúng tôi chỉ áp dụng cái phương pháp này thôi. Thế nhưng mà khi mà chúng tôi cũng tìm hiểu và có rất là nhiều những cái nghiên cứu mới thì chúng tôi thấy rằng là những cái giải pháp mà không xâm lấn được đặt ra trước khi mà chúng ta dùng những cái giải pháp xâm lấn thì tôi thấy rằng là nó có một cái ý nghĩa rất là lớn, về đặc biệt là về mặt sản phụ khoa. Thì như các anh chị đã chia sẻ ngay từ phía trước, cho nên là mà chúng ta biết rằng là cái diễn tiến ung thư của tử cung từ khi mà cái tổn thương bắt đầu có cái sang thương mức độ nhẹ, có nghĩa là tổn thương nosin hoặc là ascot, cho đến khi ung thư tại chỗ thì nó tiến diễn ra trong vòng khoảng thời gian khoảng từ 58 cho đến 86 tháng, có nghĩa là trong vòng từ 4 cho đến 7 năm. Cho nên là việc mà chúng ta có thể dùng những cái giải pháp không xâm lấn để điều trị trước mắt những cái, để loại bỏ những cái tổn thương mà có nhiễm HPV cũng như là có những cái tổn thương sang thương loạn sản mức độ nhẹ cổ tử cung thì chúng ta có thể đặt sử dụng trước khi mà chúng ta dùng những cái biện pháp can thiệp mạnh hơn. Còn theo cái kinh nghiệm của tôi ấy, thì tôi cũng có một số những cái chia sẻ kinh nghiệm xử trí cho bệnh nhân nhiễm HPV có hoặc chưa có sang thương cổ tử cung mức độ thấp, có nghĩa là có cái tổn thương lâu xin như thế này. Tất nhiên là tùy những cái tuổi của bệnh nhân, điều kiện của bệnh nhân và cái mức độ tổn thương của bệnh nhân thì chúng ta sẽ đưa ra những cái giải pháp cụ thể, chứ cũng không thể nào một cái chặt vào một cái công thức nào cả. Thế thì tôi thấy rằng là tất cả những cái bệnh nhân mà có cái tổn thương HPV dương tính mà cổ tử cung không có tổn thương, có nghĩa là cái cổ tử cung rất là nhẵn, xét nghiệm tế bào của bệnh nhân bình thường, thì trước kia thì chúng ta chỉ có một cái giải pháp là theo dõi và làm sàng lọc lại sau thời gian là từ 1 cho đến 2 năm. Thế nhưng mà nếu và cũng như là cái cổ tử cung nhiễm HPV, cổ tử cung không có tổn thương nhưng có cái tổn thương ung thư mức độ nhẹ thì chúng ta cũng chỉ có mỗi cái giải pháp theo dõi thôi. Nhưng đương nhiên khi có tổn thương tế bào cổ tử cung mức độ nhẹ thì chúng ta sẽ cái thời gian sàng lọc của chúng ta có thể ngắn hơn so với những cái xét nghiệm tế bào bình thường. Thế nhưng mà khi mà có cái giải pháp can thiệp không xâm lấn ấy thì tất nhiên là cái HPV 90% nó có khả năng nó tự đào thải, nhưng nó chỉ tự đào thải trong vòng từ 6 tháng cho đến 2 năm thôi. Và thường nó sẽ đào thải trước khi người phụ nữ là trước 35 tuổi.
Cho nên là chúng ta cũng không thể ngồi chúng ta chờ đợi để cho cái HPV nó tự đào thải, bởi vì mỗi một cơ thể nó một khác. Và cái tâm lý cũng ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của người bệnh khi mà bị nhiễm cái HPV. Chính vì vậy, khi mà có cái giải pháp mà để tăng cường cái khả năng đào thải HPV ra khỏi cơ thể sớm thì chúng ta thấy là cần thiết để mà chúng ta áp dụng cái phương pháp này. Cho nên là tôi tôi thấy rằng là cái phương pháp là dùng can thiệp, không can thiệp bằng cách thụt thuốc Papillocare thì tôi nghĩ là nên được đặt ra đối với những bệnh nhân mà có nhiễm HPV để làm tăng cái khả năng đào thải HPV và làm giảm cái chuyển của cái sang thương cổ tử cung tiếp theo. Còn cái phương pháp BLEEP thì đối với những cái cổ tử cung mà không có tổn thương, xét nghiệm tế bào bình thường thì tôi nghĩ là không cần thiết phải can thiệp. Tuy nhiên đối với những bệnh nhân mà trên 50 tuổi mà có nhiễm HPV tuyếp nguy cơ rất là cao, tức là gọi là cái độ độc tính của nó là cái nhiễm cái nhóm tuyếp 16-18, cái tế bào đôi khi cái độ chính xác của nó chỉ 70% thôi, cho nên là nhiều khi chúng tôi cũng có thể chúng tôi đặt ra một cái vấn đề là làm một cái khoét chóp. Thứ nhất là để chúng ta chẩn đoán cái giải phẫu bệnh cho bệnh nhân. Đặc biệt là những cái người này, chúng ta khi chúng ta nạo kênh cổ tử cung hoặc là chúng ta bấm sinh thiết rất khó, bởi vì cái cổ tử cung nó teo, nó nhẵn mà chúng ta không thể nào chúng ta loay hoay chúng ta bấm rất là khó. Thế cho nên là đôi khi chúng tôi cũng đã dùng cái biện pháp lip để chúng tôi khoét thì chúng tôi vừa chẩn đoán được cho bệnh nhân, đồng thời nếu như mà tổn thương của nó chỉ là lâu siêu thôi thì có khả năng người ta sẽ khỏi hoàn toàn. Và nếu như mà nó cái giải phẫu bệnh mà nó cao hơn cái tổn thương đó thì chúng ta sẽ có cái hướng để điều trị tiếp cho bệnh nhân. Thế còn cái đối với trường hợp mà cái bệnh nhân có nhiễm HPV, có tổn thương cổ tử cung nhưng mà cái tổn thương này nó mức độ nhẹ thôi, nó không lộ tuyến, nó mức độ nông và nó không quá sâu, thì đối với những cái trường hợp mà có cái tế bào bình thường hoặc là có cái tổn thương sang thương cổ tử cung ở mức độ tổn thương nhẹ thì tôi thấy rằng là cái giải pháp can thiệp bằng cái Papillocare thì mình nên đặt lên hàng đầu. Nếu như mà cái tổn thương này nó khỏi sau khi mình dùng 6 tháng cho đến 12 tháng thì chúng ta không cần phải can thiệp thêm, thì như thế thì nó rất là tốt cho bệnh nhân. Thứ nhất là cái phương pháp nó nhẹ nhàng, thứ hai nó không ảnh hưởng gì đến cái chuyện sinh sản cũng như kinh nguyệt của người bệnh. Và chúng tôi sẽ chỉ đặt ra cái, chúng tôi cũng có đặt ra những cái tiêu chí nếu mà bệnh nhân để làm xử lý một cách triệt để cho bệnh nhân, đó là làm cái khoét chóp. Thì đối với cái cổ tử cung của những cái bệnh nhân rất là xấu, tổn thương sâu và cái khả năng phục hồi rất là thấp, và đối với bệnh nhân có trên 40 tuổi có nghĩa là cái nguy cơ ung thư cổ tử cung cũng khá là cao, thì chúng tôi cũng sẽ can thiệp bằng cái phương pháp LIP để chúng ta vừa chẩn đoán vừa điều trị luôn cho bệnh nhân. Và trong cái quá trình khoét chóp đó thì do cái Papillocare đấy nó vừa có tác dụng là tăng tái tạo, nó làm cái cân bằng cái hệ vi sinh ở trong cái âm đạo và nó tăng cái khả năng miễn dịch. Đấy là ba cái tác dụng chính của cái Papillocare. Thì chúng ta thấy là khi chúng ta can thiệp bằng cái phương pháp LIP thì chúng ta vẫn có thể phối hợp dùng cái Papillocare để làm cho cái cổ tử cung nó tái tạo nhanh hơn và lúc phục hồi nhanh hơn, và nó cũng sẽ cái tăng cái đào thải cái HPV nó cũng tốt hơn là khi mà chúng ta chỉ dùng đơn thuần. Đó là cái kinh nghiệm của tôi. Còn tôi cũng hiện nay tôi đang dùng cho một lô bệnh nhân, nhưng mà cái thời gian nó chưa đủ để chúng tôi đưa ra một cái kết luận cụ thể, cho nên là hiện nay tôi xin tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn, các anh, các chị và các thầy ạ. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn phần chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Chu Hoàng Hạnh. Và để tiếp theo chương trình, xin được kính mời chủ tọa thầy thuốc nhân dân phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Ánh sẽ tiếp tục điều hành phần thảo luận với các câu hỏi được gửi tới từ các quý vị đại biểu. Và xin được mời bộ phận kỹ thuật cho câu hỏi lên màn hình giúp ạ. Xin được kính mời phó giáo sư Nguyễn Duy Ánh điều hành phần thảo luận ạ. Vâng, xin cảm ơn. Chúng tôi đã nhận được một số câu hỏi trên màn hình đây rồi. Có lẽ là có câu hỏi nào thì chúng ta xin nêu luôn và cũng cùng trao đổi luôn. Câu hỏi thứ nhất chúng tôi nhận được là: thưa bác sĩ, cho em hỏi cụ thể một trường hợp bệnh nhân nữ 30 tuổi, soi cổ tử cung lộ tuyến
xét nghiệm HPV-18 dương tính và một trong 12 típ khác à? Và trong 12 típ khác, chắc là ý nói là típ dương tính hay là típ dương tính khác nguy cơ cao đấy, chắc là trong nguy cơ cao đấy, xét nghiệm tế bào bằng phương pháp Chimpress là Ascus. Trường hợp này có thể điều trị gen đặt âm đạo để đào thải HPV như thế nào và có cần phối hợp với thuốc uống hay điều trị can thiệp, tức là thủ thuật gì đó không? Đấy, câu này có lẽ là xin mời ai nhỉ? Xin mời chị Trương đi. Để Trương trả lời câu hỏi này. Đây là như thế nào? Dạ vâng ạ, xin cảm ơn sự phân công của chủ tọa. Chúng tôi xin phép trả lời câu hỏi của quý vị đồng nghiệp. Trước hết là chúng ta xét nghiệm HPV-18 và một trong 12 típ nguy cơ cao là dương tính. Thì chúng ta chú ý rằng hai cái típ 16 và 18 là hai cái típ cơ bản nó gây nên ung thư cổ tử cung, chiếm khoảng độ trên 70%. Chính vì vậy thì mặc dù xét nghiệm tế bào trong trường hợp này chúng ta Ascus, tức là tổn thương tế bào vẩy không điển hình, không xác định. Nhưng một cái việc mà chúng ta phải làm trong cái quản lý tiếp theo đó là chúng ta phải soi cổ tử cung chẩn đoán. 16, 18 dương tính là chúng ta phải soi cổ tử cung toán, bất kể các cái típ còn lại nó dương hay âm. Và sau đó thì chúng ta xử trí tùy theo ở cái tổn thương chúng ta nhận biết được ở trên soi cổ tử cung. Thế còn trong trường hợp này có điều trị gen đại âm đạo hay không, đúng không ạ? Thì phụ thuộc vào việc mà chúng ta soi cổ tử cung. Nếu như mà soi cổ tử cung chúng ta sinh thiết, đúng không ạ, nó chỉ là tổn thương nguy cơ thấp thôi, thì chúng ta có thể tiếp tục sử dụng cái gen đại âm đạo. Nhưng nếu nó là tổn thương nguy cơ cao hoặc là sin 3 trở lên, hay là thậm chí là ung thư xâm nhập, đúng không ạ, đôi khi PrEP nó cũng chẳng phát hiện ra đâu, thì lúc này chúng ta sẽ phải có cái phác đồ điều trị theo kiểu ung thư cổ tử cung chứ không tiếp tục dùng thuốc này nữa. Xin cảm ơn. Vâng, một câu hỏi thứ hai. Xin hỏi bác sĩ, xét nghiệm PAP Ascus HPV 5659 soi cổ tử cung thì bình thường. Vậy có nhất thiết phải nạo ống cổ tử cung không? Đây là một bạn nào dùng được kênh cổ tử cung, tức là cái ống cổ tử cung đấy. Hiện tại bệnh nhân đang điều trị Babilocare. Vậy thì sau 6 tháng nữa xét nghiệm mà HPV vẫn còn dương tính thì theo bác sĩ sẽ tiếp tục là gì? Đấy, và câu hỏi này thì trước khi tôi sẽ mời một thành viên trong chủ tọa đoàn trả lời thì tôi cũng xin bổ sung thêm cả cái ý trước của thạc sĩ Trương cũng trả lời. Tức là đôi khi chúng ta thì có một cái sơ đồ, chắc là bệnh viện nào, bác sĩ nào làm về phụ khoa cũng đều có một cái phác đồ, một cái sơ đồ để làm sàng lọc cổ tử cung mà Bộ Y tế ban ra rồi bệnh viện mình bổ sung lại làm sao cho nó phù hợp với mình. Tuy nhiên thì không mấy khi mà chúng ta cũng có được một cái nó tuần tự như trong phác đồ, đúng không ạ? Nó có điểm này, nó không có điểm kia. Tuy nhiên nếu về nguyên tắc về sàng lọc ung thư á, thì bao giờ cũng phải chọn những cái nguy cơ cao nhất là cái để đưa ra hướng xử trí quan trọng nhất. Tức là cái gì nó là cao nhất ở trong đấy, nó đáng kể nhất, nó đáng sợ nhất thì mình bắt đầu lấy cái đó làm cái định hướng cho mình để ra được cái hướng mình làm gì tiếp theo, phải không ạ? Đấy, thì đấy là một cái lý thuyết chung đấy, một cái cách thức chung ở trong cái xử trí và theo dõi ung thư. Đấy. Thì sau đây thì xin mời câu hỏi này xin nhường cho thạc sĩ xin mời bác sĩ Đinh Hiền Lê ạ. Xin mời bác sĩ Đinh Hiền Lê trả lời câu hỏi này. Cảm ơn chủ tọa. Về tôi xin trả lời câu hỏi. Đối với cái trường hợp mà làm Pap smear Ascus HPV 5659 và khi chúng ta soi cổ tử cung bình thường, có nhất thiết là phải nạo kênh cổ tử cung hay không, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có lẽ là cái thứ nhất là chúng ta về như thạc sĩ Hạnh còn nói lúc nãy chia sẻ là chúng ta còn phải phụ thuộc vào còn lứa tuổi nữa. Nếu mà những cái bạn này là đây là những cái lứa tuổi còn trẻ, khi chúng ta còn chưa nên làm gì vội thì chúng ta cũng chưa cần thiết phải làm gì cả. Chúng ta có thể nên điều trị bằng đặt Papillocare trước và sau 6 tháng chúng ta sẽ đánh giá lại xem liệu là nó như thế nào. Nếu sau 6 tháng mà chúng ta làm xét nghiệm lại HPV vẫn còn, chúng ta vẫn phải làm lại xét nghiệm tế bào.
nếu mà tế bào của nó tiến triển theo cái hướng là trở lại bình thường hoặc là nó vẫn duy trì acus thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục là đặt thêm 6 tháng papillocare nữa, cũng chưa có gì vội vàng mà chúng ta phải quá là lo lắng để mà làm những cái thăm dò quá là xâm lấn. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ Đinh Hiền Lê, tôi cũng rất thiết trí với câu trả lời vừa rồi của thạc sĩ. Và sau đây xin mời các câu hỏi tiếp theo. Thưa bác sĩ, nếu bệnh nhân có lộ tuyến rộng ở cổ tử cung kèm theo HPV 16 dương tính thì có nên đốt điện để tạo môi trường mới cho âm đạo và song song dùng gen papillocare được không ạ? Về câu hỏi này thì tôi xin trả lời. Chúng ta có một cái phản ứng với cái cổ tử cung, một cái thói quen ấy, là khi chúng ta gặp một cái sang thương, một cái tổn thương đấy, từ trước đây ấy, khi mà chưa có một cái giải pháp gì để làm lành được những cái sang thương đó, chưa có một cái nghiên cứu nào, chưa có một cái loại thuốc nào, chưa có một cái giải pháp nào để chúng ta mong đợi là cái tổn thương nó lành tính, thường thì thôi thì cứ viêm thì đặt thuốc đó. Lộ tuyến thì nghĩ ra đốt rồi áp lạnh. Thế lộ tuyến rộng quá mà đốt áp lạnh cảm thấy khó thì bắt đầu là líp hoặc thậm chí cắt cụt cho nó hết cái phần này đi, tức là cắt xẻo những cái tổn thương đi. Đấy, trước đây là như vậy. Nhưng có lẽ chúng ta thời điểm gần đây thì thế giới bắt đầu nghĩ khác đi rồi. Đúng không ạ? Những cái sang thương mà chúng ta vẫn có thể hy vọng mà là chúng ta điều trị mà nó tự bình phục được. Đấy, thì cái câu chuyện là chúng ta phải cố gắng hạn chế nhất những cái cắt xẻo đó nếu chưa thực sự là nguy cơ ung thư nó đến cận kề, phải không ạ? Ở trường hợp này, nếu chỉ là một cái lộ tuyến kèm theo một HPV16 dương tính thì cũng chưa nhất thiết phải đốt điện. Tôi nghĩ là như vậy, chúng ta sẽ tiếp tục dùng điều trị gen và điều trị chống viêm, nâng cao thể trạng người bệnh và điều trị để cho người bệnh cảm thấy rằng nếu có nhiễm con virus 16 đó là nguy cơ cao đó, nhưng chúng ta vẫn được theo dõi sát và đang sử dụng một liệu pháp đó là papillocare để hy vọng để đạt được một cái mong muốn là cái papillom nó cũng âm tính. Đó. Thì chúng ta phải lên dùng và chúng ta có liệu trình, có thời gian để chúng ta đánh giá. Nếu khi mà chúng ta thực sự thấy rằng là những cái liệu pháp papillocare thất bại ở bệnh nhân này đấy, và xét nghiệm đi, xét nghiệm lại những lần mà chúng ta chỉ định kỳ đó, nó vẫn tiếp tục dương tính, tức là cái không thải loại được cái HPV và thậm chí những cái tổn thương, sang thương có vẻ nguy cơ trầm trọng hơn, thì lúc đấy rất có thể chúng ta phải đặt ra một cái giải pháp hoặc là chúng ta đốt điện như bạn mong muốn hoặc là một cái giải pháp can thiệp khác để làm sao? Bởi vì rõ ràng nếu càng sang thương nhiều thì cái nguy cơ những cái tổn thương càng nhiều đó nó sẽ làm cho con virus nó tấn công giống như một cơ thể nó lỏng lẻo yếu đuối thì kẻ thù nó cũng sẽ tấn công mạnh hơn. Đó. Còn ít có những cái tổn thương, sang thương thì virus dường như nó cũng hạn chế và khó có thể làm những cái đột biến tế bào hơn. Đấy thì với câu trả lời này thì chúng tôi phải, với bệnh nhân này chúng ta phải xử trí như vậy. Tôi xin trả lời như thế. Xin cảm ơn. Sau đây có một câu hỏi cụ thể vào phần trình bày của bác sĩ Trương. Trước hết là cảm ơn bài trình bày của bác sĩ Trương rất nhiều. Và tôi có một số câu hỏi như sau. Theo như báo cáo của thầy Trương, như vậy những trường hợp nhiễm HPV dai dẳng là những trường hợp HPV tồn tại trên 2 năm phải không ạ? Đối với những trường hợp này thì cần theo dõi và can thiệp như thế nào? Tức là sau khi tồn tại trên 2 năm. Có khác những trường hợp nhiễm HPV khác không? Đấy, tức là nhiễm dưới 2 năm. Hay vẫn xử trí tùy vào mức độ tổn thương cổ tử cung theo phác đồ ạ? Thầy xin mời thầy Trương trả lời câu hỏi này trước. Vâng, xin cảm ơn quý đồng nghiệp của câu hỏi rất là hay. Thứ nhất là những cái trường hợp tồn tại lâu, đúng không ạ? Thì đúng là những bệnh trường hợp HPV tồn tại lâu là tương lai với cái thời gian 2 năm người gọi là tồn tại lâu. Thì những cái trường hợp này chúng ta cần phải theo dõi và can thiệp như thế nào, đúng không ạ? Nó tùy thuộc vào cái tip có phải là high risk hay không. Nếu mà là high risk 16-18 thì ngay khi mà chúng ta xét nghiệm, lúc đấy thì chúng ta bắt buộc phải soi cổ tử cung và chẩn đoán xem có ung thư cổ tử cung hay không, cái mức độ tổn thương ung thư
nếu có thì nó đến đâu. Đấy là điều thứ nhất. Thế còn có khác với những trường hợp nhiễm HPV khác hay không, đúng không ạ? Có cái khác là nếu như nó không phải là HPV 16 và 18 mà nó chỉ là 12 tiếp nguy cơ cao còn lại thôi thì chúng ta có thể sử dụng các cái biện pháp điều trị gọi là không xâm lấn. Ví dụ như là chúng ta đang sử dụng cái thuốc đặt ra cái gen đạt âm đạo đấy, và như lúc nãy là đã được đề cập đến trong bài báo cáo của bác sĩ Lê. Còn chắc chắn rằng chúng ta phải dự trí tùy vào mức độ tổn thương cổ tử cung rồi. Bởi vì khi mà chúng ta soi cổ tử cung, chúng ta chẩn đoán sinh thiết, bấm sinh thiết làm ra bệnh chẩn đoán thì mức độ tổn thương nào thì chúng ta phải xử lý như thế. Đấy là điều chắc chắn rồi. Thì chúng tôi xin phép trả lời câu hỏi này là như vậy. Nó phụ thuộc vào cái tip HPV đó là gì. Vâng, xin cảm ơn phần trả lời của thạc sĩ Nguyễn Cảnh Trương. Một câu hỏi tiếp theo ạ. Hẹn soi cổ tử cung hoặc làm xét nghiệm PAP thì cần dặn bệnh nhân những gì? Cần làm gì để giúp bệnh nhân chuẩn bị tốt trước khi soi cổ tử cung cũng như làm PAP? Ví dụ như ngày nào của chu kỳ thì tốt nhất, điều trị thuốc đặt thì hết mấy ngày mới làm xét nghiệm PAP, không được quan hệ tình dục trong bao lâu trước khi làm test? Vâng, câu này là rất lâm sàng. Vâng, xin mời bác sĩ Chu Hoàng Hạnh. Vâng, mời bác sĩ Hạnh ạ. Hẹn bệnh nhân soi cổ tử cung hoặc làm PAP thì thường là chúng ta dặn bệnh nhân là trước 3 ngày không quan hệ tình dục, không đặt thuốc, và thường là khi mà làm những cái xét nghiệm này thì nó cũng không quá là, miễn là chúng ta không ở trong những cái chu kỳ kinh là được. Vâng, xin cảm ơn. Dạ. Đây cũng là một cái tình huống mà có thể chúng ta luôn luôn phải áp dụng trong lâm sàng, thì bệnh nhân thường xuyên sẽ hỏi chúng ta câu hỏi đó, cũng đơn giản chỉ như vậy thôi. Xin có một câu hỏi tiếp theo từ một bác sĩ. Cảm ơn các bài báo cáo của các thầy các cô rất hay. Cho em hỏi, HPV là lây nhiễm qua đường tình dục, như vậy phụ nữ nhiễm HPV nguy cơ cao có ảnh hưởng như thế nào đến bạn tình, và cách phòng tránh cho bạn tình có hay không? Xin cảm ơn. Và câu hỏi này xin mời thầy Trường. Vâng ạ, xin cảm ơn câu hỏi, cũng một câu hỏi rất hay ạ. HPV nguy cơ cao thì tất nhiên là ảnh hưởng đến người phụ nữ đó, đúng không ạ? Những người ảnh hưởng đến bạn tình, cho người nam giới như thế nào, đúng không ạ? Thế thì cái cách phòng, cái người nam giới này rất cũng có thể nhiễm, khi nhiễm HPV nó cũng dẫn đến một số những cái ung thư. Và chúng ta thấy rằng HPV ngoài cái ung thư cổ tử cung ra thì nó chịu trách nhiệm trong một số những ung thư khác, ví dụ như ung thư hậu môn, ví dụ như là ung thư vùng hạ họng do cái tập quán quan hệ tình dục, và thậm chí nó có cả liên quan đến ung thư dương vật. Chính vì vậy thì chúng ta cũng phải phòng tránh cho cái người bạn tình bằng cách là, thứ nhất là điều trị triệt để cho cái người phụ nữ nhiễm HPV nguy cơ cao. Đấy là điều đầu tiên. Cái thứ hai là quan hệ tình dục có bảo vệ bằng bao cao su. Và thứ ba là cũng mong một ngày nào đó chúng ta có một cái thuốc để có thể mà điều trị cho những cái người nam giới như kiểu tương tự như phụ nữ bây giờ, để thải trừ HPV ở nam giới. Và cuối cùng, một biện pháp chủ động, tích cực và rất có hiệu quả, đấy là chúng ta tiêm vaccine phòng HPV cho cả trẻ em trai và cả trẻ em gái. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn phần trả lời của thạc sĩ Nguyễn Cảnh Trương. Có lẽ về cái câu hỏi này thì tôi cũng xin trao đổi thêm thôi. Phần trả lời thì thạc sĩ Trương trả lời rất rõ rồi. Trao đổi thêm. Vấn đề chúng ta thấy rằng là bệnh nhân của chúng ta có thể nhiễm HPV, có thể nhiễm một con, tức là một típ. Có thể có nhiễm nhiều típ, có thể nhiễm típ nguy cơ cao, có thể có cả những nguy cơ nhóm nguy cơ không cao. Đúng không ạ? Bởi vì chúng ta có tới hàng trăm cái típ HPV. Đấy. Về câu chuyện nhiễm như thế này thì rõ ràng là nhiễm một típ nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều trong cái việc điều trị, và tiên lượng tốt hơn rất nhiều so với nhiễm nhiều típ. Cái này nó rất giống với lại những cái trường hợp mà chúng ta bị viêm gan ấy. Bị một chủng viêm gan thì thường cơ thể chúng ta có vẻ như hệ miễn dịch chống đối nó rất dễ, một kẻ thù dễ chơi, dễ trị. Nhưng mà bị nhiễm nhiều, hoặc là bị nhiễm tái đi tái lại, tức là bị đánh đi đánh lại, đánh tái đánh hồi, bị nhiễm âm rồi xong lại xét nghiệm lại, lại thấy,
Thì đấy là những cái mà tiên lượng rất xấu. Đó. Bị nhiễm nhiều típ bao giờ tiên lượng cũng xấu hơn là nhiễm một típ. Đó. Bị nhiễm cả nguy cơ cao cả nguy cơ thấp, không có nghĩa là một típ nguy cơ cao thôi nhưng mà nhiều típ nguy cơ thấp vẫn là đáng lo. Hơn là chúng ta nhiễm ít típ. Đấy. Thì đấy là cái đặc tính của cơ thể về miễn dịch nó luôn là như vậy. Khi mà có nhiều kẻ thù thì cơ thể hệ miễn dịch của chúng ta sẽ lúng túng hơn, sẽ khó chống chọi hơn, phải không ạ? Với lại ít kẻ thù, bị nhiễm đi nhiễm lại sẽ cơ thể chúng ta cũng sẽ kém hơn. Đấy, thì cái này chắc chắn là như vậy, về cơ chế của miễn dịch là như thế. Thế cho nên là với những trường hợp mà chúng ta bị nhiễm trong do lây truyền qua đường tình dục, nhiễm từ một típ từ người này xong sang người khác, từ người bạn tình nam này lại sang bạn tình nữ khác, hoặc là những có những cái chồng chéo do quan hệ nhiều người, thì đấy là một cái nhóm quần thể bệnh nhân nguy cơ rất cao, bao giờ cũng vậy. Xin cảm ơn ạ. Xin sang một câu hỏi tiếp theo đi ạ. Câu hỏi tiếp theo đã có ở trên màn hình. Vâng, xin hỏi trong thời gian sử dụng gen âm đạo để tăng đào thải HPV như phác đồ chúng ta đang có là từ 3 đến 6 tháng thì có cần kiêng quan hệ không? Vâng, sau sử dụng bao lâu thì lại chỉ định làm xét nghiệm lại tế bào cổ tử cung và xét nghiệm HPV. Vâng, xin câu hỏi này xin mời thạc sĩ Đinh Hiền Lê. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì cái câu hỏi này cũng khá là hay, vì đúng là nếu mà đặt trong vòng 3 đến 6 tháng mà hỏi rằng là có quan hệ thì vì nó rất là đặt là liên tục đấy, trong 21 ngày liên tục xong lại bị hành kinh, xong lại cách ngày đặt liên tục, bây giờ liệu là có được quan hệ hay không, mà nếu mà không quan hệ chắc là ông chồng ông đi với người khác mất. Thế thì tôi trả lời luôn rằng là có thể vẫn trong lúc mà trong thời gian mà đặt thì vẫn có thể là quan hệ được. Chỉ có điều là mình sẽ quan hệ trước, xong rồi sau đấy làm vệ sinh sạch sẽ, xong sau đấy mình mới đặt thuốc. Chứ mình không nên là đặt thuốc xong rồi quan hệ luôn. Cái thứ hai là sau nữa làm thì như tôi đã trình bày cái phần lúc nãy là chúng ta có thể đến sau 6 tháng thì chúng ta mới làm lại xét nghiệm tế bào sau cổ tử cung để chờ cái tác dụng của thuốc đã, xong lúc đấy chúng ta mới đánh giá lại. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn thạc sĩ Đinh Hiền Lê. Chúng ta còn câu hỏi tiếp theo không ạ? Vẫn tiếp tục một câu hỏi, hỏi thẳng là thạc sĩ Đinh Hiền Lê. Thưa thạc sĩ Đinh Hiền Lê, nếu bệnh nhân nhiễm HPV không thuộc nhóm nguy cơ cao thì có nên dùng papilloca không? Câu trả lời này thì chúng ta biết rằng là khi mà đã nhiễm HPV thì chúng ta nên dùng thuốc, vì chúng ta sẽ cảm thấy rất là lo lắng vì không biết rằng là liệu là sau này cái HPV này, rõ ràng là khi nhiễm HPV thì nó có thể làm suy giảm miễn dịch, làm thay đổi môi trường này, làm cho cái khả năng sang thương cổ tử cung lớn. Cho nên tốt nhất là chúng ta cũng nên là dùng thuốc thì tốt hơn là không nên dùng. Với hai nữa là tâm lý khi mình mà đã bị nhiễm, mình dùng thuốc mình nghĩ rằng mình đã có thuốc điều trị thì cái tâm lý của mình cũng đỡ lo lắng hơn và mình sẽ tránh được những cái stress mà không đáng kể có thể xảy ra. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn phần trả lời của thạc sĩ Đinh Hiền Lê. Nhưng tôi cũng phải bổ sung thêm là như thế này. Đồng ý là chúng ta có những cái típ nguy cơ cao người ta đã nhận định thấy rõ ở trong những bệnh nhân ung thư cổ tử cung. Đấy, và đấy như là típ 16, 18 là rất điển hình, gặp trong đa số. Sau đó típ 35, 31, 45 là những típ mà người ta đã bắt gặp rồi, như thế rồi, ở trong những người ung thư cổ tử cung. Nhưng cũng chưa ai dám nói khẳng định rằng những nguy cơ thấp, nhóm virus papillon nguy cơ thấp, nó không gây ung thư cổ tử cung. Nó thấp thôi, nhưng không có nghĩa là nó ở mức độ nào thôi, nó ít gặp thôi, nhưng mà không phải không có. Cho nên ấy là bởi vì có những trường hợp còn chẳng có con papillon nào cả, vẫn ung thư cổ tử cung, do tế bào ở cổ tử cung bị đả phá bởi nhiều yếu tố, quá trình viêm nhiễm, cuộc sống căng thẳng, bị sang thương nhiều do những lần nạo hút nhiều, những lần tác động nhiều vào cổ tử cung, rồi tiếp xúc với hóa chất nhiều, nó đột biến, thế mà không có nghĩa là không bị. Cho nên ấy, là ngay cả những trường chúng ta bị nhiễm có papillom mà loại nguy cơ thấp thì tôi nghĩ rằng là cũng không ai yên lòng mà để nó cứ tiếp tục sinh sống ở trong những tế bào của chúng ta đâu. Wow. Xin tiếp tục đi ạ. Xin chào các thầy cô. Cho em hỏi. Phụ nữ mang thai lần đầu, kết quả tế bào bất thường, bấm sinh thiết thì sin 2, sin 3 thì có nên quét chóp hoặc làm líp không? Được tư vấn và theo dõi trước và sau đẻ như thế nào?
trường hợp này có dùng gen được không? Mời thầy Thương ạ. Vâng, có lẽ là cái câu hỏi này chúng tôi nghĩ rằng là quý vị đồng nghiệp hỏi khi mà người phụ nữ mang thai, tức là người ta đang mang thai đúng không ạ? Và sinh thiết thì là sinh 2, sinh 3 đúng không ạ? Và có lẽ là như thế, tôi hiểu là như vậy. Thế thì nếu như mà một người phụ nữ đang mang thai mà chúng ta có cái sinh 3, tức là ung thư cyst rồi đúng không ạ? Tức là nó đã chuẩn bị thành chuyển thành ung thư xâm nhập thôi. Thì cái trường hợp này chúng ta phải ưu tiên điều trị ung thư. Và có lẽ là chúng ta phải dùng cái phương pháp mà cắt líp, cắt chóp để mà chúng ta điều trị ung thư. Cái này không những nó giúp cho chúng ta điều trị lấy cái tổ chức ung thư mà nó còn giúp cho chúng ta có được cái mẫu bệnh phẩm cổ tử cung để chúng ta xem là liệu cái chẩn đoán lúc đầu sinh thiết của chúng ta đúng hay không, hay là có khi nó là ung thư xâm nhập rồi, đúng không ạ? Thì đây là một cái yếu tố hết sức là quan trọng, bởi vì một cái nguyên lý đó là cứu tính mạng trước khi cứu chức năng, chúng ta không thể nào để một cái tổn thương tiếp tục tồn tại như vậy, phát triển trên một người phụ nữ có thai, miễn dịch suy giảm, nó sẽ tiến triển nhanh và nguy hiểm cho tính mạng của người mẹ, và lúc ấy thì tất nhiên là tính mạng của đứa con cũng sẽ nguy hiểm. Tất nhiên có một số những cái trường hợp có những bà mẹ đặc biệt và thai nó khá là lớn, đến gần đến cái tuổi mà thai nhi đã đủ tháng sống một cách độc lập được rồi, thì chúng ta cũng hết sức cân nhắc là có nên lấy thai ra trước sau đó thực hiện cái này sau hay không, thực hiện cái thủ thuật điều trị hay sau hay không, bởi vì rằng cái việc mà chúng ta can thiệp vào cổ tử cung như vậy chắc chắn nó sẽ làm tăng cái tỷ lệ sảy thai và đẻ non. Vì thế thì ngoài cái việc tổn thương ở người phụ nữ thì chúng ta còn phải cân nhắc đến cái tuổi thai mà đang tiến triển ở trong tử cung. Thứ hai là trường hợp này có nên dùng gen hay không? Thì có lẽ là với kinh nghiệm của tôi thì chúng ta không nên dùng trong cái trường hợp này, mà chúng ta buộc phải điều trị vì xin ba là ung thư rồi, đúng không ạ? Mặc dù nó còn là ung thư giới hạn thôi, nhưng mà chúng ta cần phải điều trị. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của thầy Trương. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Bệnh nhân tổn thương sùi màu gà bởi nhiễm HPV tại cổ tử cung và âm đạo thì có cần đốt tổn thương sùi trước khi đặt gen papilloma không? Những cái sùi màu gà ở cổ tử cung và âm đạo thì chúng ta gặp khá thường xuyên. Cái tổn thương cái dạng sùi ấy nó cũng là cái típ không phải là típ 16, 18 đâu, thường nó là 10, cái dạng mụn đấy nó là 11, 13, 13. Đó, mà chúng ta hay gặp như thế, nó dạng mụn cóc đấy, hay là sùi màu gà đấy, thì cũng đều là 11, 13. Thì đây là không phải nguy cơ cao, và nó cũng có nhiều cách lắm. Đấy, hoặc là để trước khi mà chúng ta đặt cái giải pháp papilloma để thải loại bớt ấy, ở trong tế bào ấy, thì những cái sùi này nhiều khi nó cũng ghê gớm lắm, nó lan nhanh lắm. Đấy, đặt papilloma sợ nó không đáp ứng ngay. Mà một là chúng ta cũng đốt, hai là chúng ta có một cái thuốc chấm đấy, cái dạng một cái loại hóa chất là chúng ta vẫn hay dùng để chấm vào cái vết thương này, nó rụng rất nhanh, nó rụng bớt đi. Có những cái tổn thương nó lan tỏa mà nó như cả một cái vốc tay ở trong đấy, nhiều như thế, cả một cái khối như thế, hoặc là ở ống hộ như thế, nó lan rất nhanh. Có khi hôm trước mình khám mình chưa kịp xử lý gì, 2-3 ngày sau khám lại nó đã lan ra cả một chùm rồi. Thì những cái trường hợp đấy thì các bạn nên xử trí đơn giản là cắt bớt cái phần đấy đi trước thì tốt hơn. À, một câu hỏi mới đây không ạ? Một số nhỉ, không biết mấy cũng. Bệnh nhân HPV âm tính nhưng cổ tử cung lại có tổn thương, hoặc có tổn thương nhưng mà đã tái tạo nhưng tái tạo xấu, có lộ tuyến ít, thì sử dụng cái sản phẩm gen âm đạo này có cải thiện được các sang thương cổ tử cung không? Có sang thương cổ cung mà không liên quan tới HPV không ạ? Chắc là các bạn thấy rằng cái thành phần của cái gen này nó có cái lô hội đúng không? Một số cái thành phần tự nhiên, rất tự nhiên, và nó có thể làm hạn chế cái sang thương. Chính là cái này làm hạn chế cái sang thương, nhưng người ta không dùng cái này để điều trị cái sang thương bình thường, mà người ta dùng cái này là để, vì nó giá thành nó cũng đắt lắm, chứ nó không phải là bình thường. Nếu chỉ là một cái vết thương ở cổ tử cung mà chúng ta đang đợi nó lành, thì tôi nghĩ rằng là ví dụ một cái lộ tuyến, lộ tuyến thì nó cũng chỉ là một cái bệnh rất thông thường thôi, nó rất dễ gặp và cũng rất dễ lành. Đó. Lúc nãy có một cái trường hợp nào các bạn hay hỏi, cứ hỏi mãi về cái lộ tuyến rộng hay không rộng đó, thì những cái tổn thương lộ tuyến đối với bác sĩ sản phụ khoa chúng ta không có gì là ngại,
Một số người cứ nói quá lên nào là cái này thì ung thư đến nơi rồi mới lại không phải đâu. Nó bong một vài cái tế bào biểu mô bình thường xong nó tự liền mà. Đấy, và nhiều khi đôi khi mà quá trình liền đó không được take care đầy đủ, không được chăm sóc đầy đủ, có thể nó sẽ tái tạo không tốt. Chỗ thì đã kín phụ biểu mô phủ lên, chỗ thì chưa, thậm chí phủ lên không tốt thì còn cả tạo cái dịch nhầy ở trong, tạo thành những cái nang nabot ấy. Đấy, thì đấy gọi là cái chính là một cái quá trình tái tạo của biểu mô của tử cung sau cái bệnh lộ tuyến. Đấy, nếu mà tái tạo đẹp đẽ thì nó lại trông như mới. Đấy, cái áo bị rách lên thì lại được phủ một cái áo mới. Thế còn cũng có thể là tái tạo nó không ra sao cả, nó vẫn còn chỗ lành, chỗ còn rách, chỗ kín các tuyến, chỗ thì hở các tuyến ra. Đấy, chỗ thậm chí là che được các tuyến nhưng mà lại che vụng, che về thế nào, lại còn cả cái dịch nhầy ở trong tạo thành cái nang nabot. Thì tất cả những cái đó nó cũng không có là cái tạo ra nguy cơ ung thư. Đấy, và việc chăm sóc một cái lộ tuyến cổ tử cung để tự nó lành được ấy, thì cũng rất đơn giản. Một là chúng ta chống viêm tốt, hai là có một quá trình kiêng quan hệ để tránh cái tác động vào cái lớp biểu mô đó, khi mà trong quan hệ tình dục nó có thể làm bong trợt cái biểu mô đó, thì là đã có thể lành cái lộ tuyến được rồi. Thế còn tôi tin chắc rằng là nếu chúng ta sử dụng cái sản phẩm gen này, nếu có virus thì nó sẽ đào thải loại, nhưng nó âm tính thì nó không có thừa tác dụng. Và nó để làm lành vết thương không thì chắc là nó có cái phần đó rồi. Cái gen này chính là một phần để làm lành cái sang thương nhanh. Và cái sự lành cái sang thương nhanh thì trong cái công thức điều trị người ta đã mong đợi của cái sản phẩm này, chính là nếu càng sang thương càng ít thì cái mức độ khi HPV nó làm chuyển biến tế bào nó càng hạn chế đi. Cái tế bào càng yếu, càng bị đang tổn thương thì cái tế bào đó có nghĩa là càng dễ bị đột biến, dễ bị ung thư, dễ bị virus nó tấn công. Đấy. Thì cái việc của cái sử dụng cái gen này nó có cả hai cái mục đích như vậy. Cho nên nếu bạn chỉ dùng với mục đích là không để lành không thì chắc chắn là cái này nó cũng có tác dụng, bởi vì trong đó nó có thành phần của lô hội rồi những cái thành phần tự nhiên khác. Xin câu hỏi tiếp theo ạ. Tôi xin cảm ơn các anh chị đồng nghiệp đã chia sẻ kiến thức rất hay. Nhưng mà tôi có một câu hỏi xét nghiệm như thế này. Xét nghiệm để đánh giá tỷ lệ đào thải virus HPV qua các thời kỳ đặt 3 tháng, 6 tháng được thực hiện như thế nào? Câu hỏi này tức là cái cách đánh giá đấy. Đánh giá là có cân đong đo đếm được con virus hay không đấy. Giảm thải là thải được bao nhiêu chục phần trăm hả? Cái này chắc chắn này thầy Trương sẽ trả lời được, vâng, vì cái này không phải thải, không đo virus theo kiểu đấy, mà nó đo bằng tỷ lệ người khỏi bệnh. Vâng, mời thầy Trương ạ. Vâng ạ, xin phép trả lời câu hỏi của quý đồng nghiệp. Đánh giá tỷ lệ đào thải virus HPV qua 3 tháng hay 6 tháng chúng ta được thực hiện như thế nào? Một cái điều hết sức đơn giản thôi ạ, đó là chúng ta xét nghiệm đầu tiên là xem có bao nhiêu người phụ nữ nhiễm HPV. Sau 3 tháng và sau 6 tháng thì chúng ta lại, xét nghiệm PCR xem là còn bao nhiêu người nhiễm HPV. Đúng không ạ? Đào thải có nghĩa là không còn sự hiện diện HPV ở trong cơ thể người phụ nữ nữa thì chúng ta gọi là đào thải. Nếu nó phản ứng nó vẫn dương tính thì chúng ta gọi là chưa đào thải, đúng không ạ? Thì cái cách đánh giá hết sức là đơn giản như vậy ạ. Nó là có hoặc không mà thôi. Chúng ta còn một câu hỏi nữa. Vâng. Của bác sĩ Thanh Châu. Việc tái khám định kỳ bệnh nhân nhiễm HPV thì phát hiện thấy vết trắng ở trong xoay cột tử cung. Nhưng bệnh nhân thì đang mang thai, vậy nên có bấm sinh thiết cổ tử cung hay chờ đợi sau sinh? Và chúng ta luôn luôn gặp khó khăn khi mà một bệnh nhân có những cái bệnh lý ở cổ tử cung mà cộng thêm mà lại có thai, kể cả là một cái polyp bình thường thôi, đôi khi cũng làm chúng ta cũng thấy khó khăn hơn xử trí rất nhiều. Bình thường polyp thì quá đơn giản, đúng không? Chúng ta cấu một cái thì nó rụng, hoặc đốt một cái thì nó rụng, cắt cái thì nó rụng, nếu có chảy máu thì khâu. Nhưng đối với có thai thì nó cũng bao giờ khó khăn hơn, là vì tác động vào cổ tử cung thì có nghĩa là có nguy cơ làm cho gọi là động thai đấy, dọa xảy thai đấy, đúng không? Và thường có thai nó chảy máu dữ lắm, nó không có đơn giản như cái người bình thường. Thế cho nên ấy, là chúng ta nếu mà việc mà để mà chúng ta thực hiện một cái việc sinh thiết mà chúng ta ở một cái trường hợp có thai không quá khó khăn, thai người ta không phải là thai IVF, không phải là thai coi như là mãi mới lấy chồng được, bây giờ mới có cái thai, không phải là con hiếm con quý đấy, kiểu thế, không phải là một cái thai đang phải giữ gìn rất nhiều vân vân, thì cái việc bấm một bầu sinh thiết nếu có chảy máu cơ khâu lại cũng không vấn đề gì, thì chúng ta có thể làm được. Tất nhiên phải thỏa thuận kỹ với bệnh nhân nhé, vì một cái vết trắng đấy chưa có làm sao, chưa có thể nói điều gì cả, nên chúng ta phải trao đổi thật kỹ với người bệnh để chúng ta bấm sinh thiết hay không.
chứ bấm xong nó chảy máu, có thể cái việc chảy máu đó không phải là cái nguyên nhân cớ để nó gây sảy thai, nhưng mà cũng là cái tình cờ khoảng độ một vài ngày sau đó người ta sảy thai. Thế người ta bảo đấy, tại vì bác sĩ bấm cái đó xong nó chảy máu tôi sảy thai. Thế lại đúng cái thai hiếm thai quý, chữa mãi mới được. Nhà cả dòng họ bây giờ có, hoặc là ngày xưa là có đẻ ba đứa con gái rồi lần này con trai nó sảy mất thì thôi rồi. Thế là không biết cách nói thế nào gia đình người ta đâu nhé. Chúng ta hãy cẩn thận trường hợp này. À, xin cảm ơn. Còn câu hỏi cuối cùng ạ. Vâng. Một câu hỏi cuối cùng. Xin quý thầy cô chia sẻ kinh nghiệm việc điều trị với gen đặt âm đạo Papillocare về liều lượng, thời gian sử dụng và cách đánh giá lại thì bao lâu ạ? Vâng, cái này xin mời thầy Trương. Vâng ạ, tôi xin phép trả lời câu hỏi của quý đồng nghiệp. Với cái gen đặt Papillocare này thì thông thường cái liệu trình người ta đang điều trị đầu tiên là trong 6 tháng. Trong cái 6 tháng đầu tiên thì mỗi ngày chúng ta đặt một liều này. Và trong 5 cái tháng còn lại thì cứ 2 ngày chúng ta lại đặt một liều. Và như là lúc nãy bác sĩ Lê đã trả lời, tức là có liên quan đến quan hệ tình dục thì chúng ta cố gắng làm sao mà quan hệ trước để đặt thuốc sau, không thì nó phí thuốc. Đấy là liều lượng và thời gian sử dụng. Đánh giá lại sau bao lâu ạ? Thông thường thì với cái kinh nghiệm của chúng tôi thường đánh giá lại sau 3 tháng và lần đầu tiên, và lần thứ hai là sau 6 tháng. Và nếu như sau 6 tháng thì không có cái sự cải thiện đáng kể thì chúng ta có thể cho sử dụng tiếp một cái liệu trình tiếp theo. Tuy vậy thì cũng cần lưu ý rằng là cái giá thành của sản phẩm nó cũng không phải là thấp, nó cũng tương đối cần phải tính toán đến phần chi phí. Bởi vậy thì liệu trình đầu tiên chúng tôi sử dụng là 6 tháng. Xin cảm ơn. Dạ vâng ạ, em xin được cảm ơn thạc sĩ Trương và cũng xin được xin thêm ý kiến của cô Lê và cô Hoàng Hạnh được không ạ? Dạ. Dạ, mời thạc sĩ Đinh Hiền Lê trước. Tôi nghĩ rằng là bác sĩ Trương đã trả lời khá là đầy đủ và đúng với chủ đề rồi. Thực ra thì trong tháng đầu thì chúng ta đặt là 21 ngày, mỗi ngày một tuýp. Trong vòng sau đấy thì nghỉ 7 ngày trong cái thời gian mà bệnh nhân bị hành kinh, cho nên người ta nghỉ. Và sau đấy thì 5 tháng tiếp theo thì cứ cách ngày chúng ta đặt một lần, cũng giống như là thầy Trương nói là đúng là theo cái lộ trình như thế. Và trong vòng 6 tháng thì chúng ta có thể đánh giá lại sau 3 tháng hoặc là sau 6 tháng thì tùy. Thì thường thì người ta hay đánh giá lại là sau 6 tháng, nhưng mà có những người hoặc là những cái nhóm mà nguy cơ ngao quá cao hoặc là kiểu như những người quá lo lắng thì chúng ta cũng có thể là đánh giá lại sau 3 tháng cũng được, còn không thì chúng ta có thể sau 6 tháng chúng ta đánh giá. Và cũng như thầy Trương nói, nó rất là đắt, cho nên là chúng ta cũng phải rất là hết sức là cân nhắc khi mình điều trị cho những cái bệnh nhân như thế. Xin cảm ơn. Đã, xin cảm ơn thạc sĩ Lê. Bác Hạnh có bổ sung thêm gì cái này không? Dạ, em thấy là cái trường hợp trong cái tình huống này thì bác sĩ Trương và bác sĩ Lê đã trả lời rất là tương đối kỹ ở trong phần trình bày cũng như là vừa hai câu hỏi vừa rồi ạ. Vâng, em xin cảm ơn. Dạ vâng ạ. Kính thưa ban chủ tọa, kính thưa các đoàn báo cáo viên và kính thưa các quý vị đại biểu, vì lượng hội thảo trực tuyến có hạn nên ban tổ chức cũng xin phép được ghi nhận các câu hỏi và gửi lại cho báo cáo viên trả lời sau cho quý vị đại biểu. Phần thảo luận thì em cũng xin phép được kết thúc tại đây. Và tiếp theo chương trình xin được kính mời chủ tọa thầy thuốc nhân dân phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Ánh sẽ lên phát biểu tổng kết hội thảo. Và xin được kính mời phó giáo sư ạ. Dạ. Vâng, xin cảm ơn ban tổ chức. Kính thưa quý thầy cô của cả nước đang theo dõi chương trình hội thảo trực tuyến, kính thưa các quý đồng nghiệp, kính thưa tất cả các anh các chị, chúng ta vừa có một quãng thời gian tuy không dài nhưng chúng ta đã trao đổi một cái chủ đề mà tôi cho rằng rất là hot, rất là thú vị, vì luôn luôn đối với ung thư thì đều là hot cả. Bởi lẽ cho đến nay mà nói thì chúng ta luôn luôn đi tìm những cái cách thức nào đó để mà phòng, để mà chống ung thư. Thực sự là một cái căn bệnh mà có vẻ như quá tiếp cận với thời kỳ hiện đại hiện nay của chúng ta mà cũng chưa có một cái giải pháp nào được cả. Nhưng riêng về ung thư cổ tử cung ở người phụ nữ, thực ra phụ nữ cũng có nhiều cái may mắn nhỉ, có bệnh ung thư nhưng mà cũng có nhiều cái rất là lành, ví dụ như ung thư vú chẳng hạn, đấy chúng ta phát hiện sớm thế. Và bây giờ đến ung thư cổ tử cung ở một nơi cũng rất khó là dễ, không phải dễ mà phát hiện được đâu, dễ xử lý được đâu. Tuy nhiên thì lại có cả một những cái chương trình rất là dài, rất là cơ bản của thế giới để tầm soát, để sàng lọc, để dự phòng cả cấp độ, cả có thậm chí có cả vaccine để tiêm phòng
Không có duy nhất một loại bệnh này là có vaccine đâu. Còn chưa có cái bệnh ung thư nào có vaccine đâu. Mặc dù bây giờ rất nhiều bệnh ung thư nghiên cứu kể đến tận gen rồi, định ra cái gen nó gây rồi, gây ra là một nhóm nguy cơ, nó mang cái gen đó là nhóm nguy cơ cao gây ung thư rồi. Nhưng cũng chưa có vaccine, chỉ có mỗi ung thư cổ tử cung là có vaccine thôi. Đấy là gọi là dự phòng cấp độ 0, đấy. Dự phòng gọi từ ban đầu đấy, là tiêm phòng luôn từ những người lành. Thế rồi cho đến bây giờ, khi mà chúng ta lại tìm ra cái tác nhân rất rõ của cái kẻ thù rất rõ, kẻ thù chính luôn của ung thư cổ tử cung là con HPV, thì chúng ta lại còn có cả một cái sản phẩm rất là hay của hãng giới thiệu của chúng ta, đúng không? Chúng ta biết rằng sản phẩm về dự phòng ung thư trên thế giới cũng nhiều lắm, nào là NK365, nào là tảo của Nhật, Fukudan ấy, thế rồi những cái nấm Agarius thì nhiều lắm. Thế nhưng mà cũng chưa có một cái báo cáo khoa học nào, một cái tổng kết khoa học nào là thực sự nó là bao nhiêu, cách tác động trên các nhóm ung thư thế nào. Đấy. Cho đến cả cái con gì xanh, con bọ cạp xanh của Cuba, đúng không? Cũng rất là được đóng lọ bán trên thị trường, nhưng mà cũng chưa bao giờ có một cái tổng kết nghiên cứu nào, một cái đánh giá nào mà hiệu quả mà được giới y tế, giới y khoa ghi nhận. Nhưng thực sự thì một cái sản phẩm mới hiện nay trong buổi hội thảo ngày hôm nay, và chúng ta đã có những cái báo cáo khoa học mà tuy rằng cũng chưa phải là những nghiên cứu nó gọi là mang tính rất là lớn, đa quốc gia vân vân, nhưng mà cũng là những nghiên cứu khá lớn rồi, được đăng trên những tạp chí rất uy tín, và đặc biệt ấy là trong lâm sàng chúng ta thấy rất rõ. Đấy. Cái này thì tất cả những thầy thuốc tham dự hội thảo hôm nay, tôi tin tưởng rằng có một phần lớn các bác sĩ chúng ta được tiếp cận sản phẩm này, và chúng ta rất hiểu rõ hơn nữa về sản phẩm này qua buổi hội thảo ngày hôm nay, đúng không ạ? Là thứ nhất, chúng ta hiểu thêm về HPV, nó tồn tại dai dẳng, cái sự dai dẳng đó ở trong con người chính là cái kẻ thù dai dẳng, nó cứ tỉa dần tỉa mòn như vậy, nó làm cho biến đổi tế bào và dẫn đến ung thư. Nếu mà nó rào thải nhanh trong 2 năm thì không có chuyện gì, nhưng vấn đề nó cứ ở lại và nó tiếp tục gây bệnh, đúng không ạ? Thì thứ hai nữa là chúng ta biết được cái sản phẩm của chúng ta nó có tác động, có cơ chế hẳn nói, nó gồm có bộ ba cơ chế rất rõ, nó làm cho cái biểu mô đấy, được bao phủ, được ít bị tổn thương hơn, đặc biệt là cái ranh giới giữa cái tế bào biểu mô và tế bào trụ ở trong. Đó, chỗ đấy là cái chỗ mà con virus hay đánh vào, hay đánh phá vào đấy, và chỗ đấy là cái chỗ rất dễ đột biến, thì cái tác động của cái sản phẩm này nó ở đó. Cái thứ hai nữa là nó cũng làm cho cái cân bằng tốt hơn cái hệ vi sinh đó, ở trong đó, ở trong cái âm đạo. Đó. Những cái ảnh hưởng của cái hệ vi sinh nó chính là cũng là cái ảnh hưởng những cái viêm nhiễm mà chúng ta hay gặp, và cái quá trình đó cũng sẽ làm tổn thương tế bào, làm tế bào yếu đi và dễ bị tác động của virus, nó làm cho đột biến thành tế bào ung thư. Và đặc biệt, cái cơ chế thứ ba đặc biệt của cái sản phẩm này, đó là nó thúc đẩy vào cái hệ miễn dịch và những cái tế bào miễn dịch ở đây, để mà nó tăng cái khả năng đào thải ra cái con virus. Đó. Thì đấy là cái tác động chính của cái sản phẩm này mà hôm nay chúng ta qua buổi hội thảo, tôi tin tưởng rằng qua các bài báo cáo thì các thầy cô, các anh chị đồng nghiệp chúng ta đã nghe rất rõ. Đó. Thế còn những khuyến cáo qua những báo cáo về cách sử dụng cũng như là những kinh nghiệm của tất cả các quý thầy cô, quý anh chị đồng nghiệp đã sử dụng, và ai cũng đã có những bệnh nhân mình cho dùng sản phẩm, trước dùng thì rất hồi hộp vì kê một cái giá tiền nó cũng không phải rẻ lắm, không thể so với thuốc đặt đắt hơn, thuốc đặt bình thường. Thế rồi không biết xong liệu xong xét nghiệm có âm tính không nhỉ, cả thầy thuốc cả bệnh nhân hồi hộp. Thế xong xét nghiệm âm tính thì là vỡ òa rất sung sướng, bởi vì nghĩ rằng nó chả bao giờ nó âm tính được cả, khó lắm. Nghĩ đúng không? Tự hy vọng mà tự có thể đào thải được thì tất nhiên là có đào thải là đa số, nhưng mà những trường hợp mà mình cứ cấy nó cứ dương tính là mình lo lắng lắm, tâm lý rồi đấy, thậm chí là stress, mất ăn mất ngủ vì nghĩ mình có con virus gây ung thư ở trong người. Đấy. Thì sau đó thì những cái xét nghiệm mà chúng ta thấy nó âm tính, mà đặc biệt là trong những thời gian điều trị nó cũng không phải là quá dài như vậy mà đã có kết quả, thì phải nói là cái giải pháp mà chúng ta dùng cái gen này là đang là một cơ hội mới, cho một cái vũ khí mới cho các thể thuốc sản phụ khoa. Thay vì trước đây chúng ta cứ nhăm nhăm thôi, thấy tổn thương thì cắt, thì xẻo, thì đốt, thì lip, thì khoét chóp, thì cắt cột cổ tử cung đi, thế là để cho nó trừ hậu họa. Nhưng có biết đâu rằng tất cả những cái việc đốt, cắt, áp lạnh, lip, khoét chóp, cắt cột đó đâu có ra cái gì đâu, nếu mà thực sự mà chúng ta có giải pháp khác để lựa chọn. Người phụ nữ mất đi một chức năng rõ ràng, cái cổ tử cung nó sinh ra nó chẳng thừa tí nào cả, ruột thừa còn chả thừa cơ mà, nó là cái cổ tử cung nó đầy chức năng,
nó còn chức năng sinh sản, nó còn chức năng chế tiết, chức năng tình dục, quá quan trọng luôn. Những cái chức năng coi như không thể nào bỏ nó đi được, mà lại cứ dễ dàng cắt khoét đốt xẻo của nó thì không được rồi. Thế bây giờ thì chúng ta đã có một cái vũ khí mới, một cái giải pháp mới, thì đây chính là cơ hội mới đối với tất cả các thầy thuốc sản phụ khoa chúng ta. Và tôi cho rằng sự lựa chọn với cái giải pháp này để cũng để gia tăng đào thải virus và tăng cường cơ chế miễn dịch, cũng như phòng ngừa những cái trang tổn thương của tử cung, thì chính là một cái điều mà mong đợi của tất cả các thầy thuốc sản phụ khoa chúng ta. Xin được thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho tất cả chủ tọa đoàn cùng toàn thể tất cả các anh chị em có mặt ở đây, xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các quý thầy cô và đồng nghiệp ở trên mọi miền tổ quốc đang tham dự hội thảo online, và chúc cho chúng ta sẽ mạnh khỏe, thành công hơn nữa trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn thầy thuốc nhân dân Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Ánh. Kính thưa các quý vị đại biểu, chương trình hội thảo trực tuyến xin phép được khép lại tại đây, và thay mặt cho ban tổ chức chương trình xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến chủ tọa đoàn và các báo cáo viên. Xin được cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu từ khắp các tỉnh thành đã dành thời gian quý báu để tham dự buổi thảo ngày hôm nay. Thay mặt cho Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và văn phòng đại diện Besin Healthcare Việt Nam, xin được gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các quý vị đại biểu đã tham dự nhiệt tình, và mong rằng trong thời gian gần nhất sẽ có nhiều cơ hội đồng hành với các quý vị đại biểu nhiều hơn nữa trong những cái buổi thảo trực tuyến sắp tới. Và ban tổ chức xin được gửi tặng đến quý vị đại biểu tài liệu chương trình và e-book Human Papillomavirus của hai tác giả nổi tiếng trong lĩnh vực HPV là Davis Jenkins và Xavier Bosch. Quý đại biểu vui lòng điền thông tin vào link đăng ký được gửi trong khung chat hoặc là quét mã QR code đang hiển thị trên màn hình. Ban tổ chức của chúng tôi sẽ gửi tài liệu và email cho quý vị đại biểu trong thời gian sớm nhất ạ. Xin được trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ạ.